Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. chương 2651, thật giả quản gia thượng. 2. Tôn quản gia, các trưởng lão người không biết không tội. Chiêm sư vội vàng tiến lên. Ta đã nói với hắn, lão gia nhà chúng ta là ai? Không những không nghe, còn đủ loại nghi ngờ, tôn cường ta, từ thiên huyền vương quốc đi tới bây giờ, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, còn lần đầu tiên thấy nhân vật phách lối như vậy. Tôn Cường cười lạnh. Nếu như người người đều như vậy, uy nghiêm của Dương Sư ở đâu? Uy nghiêm của Tổng Bộ Danh Sư Đường ở đâu? Cái này, chiêm sư giàu dĩ. Danh sư, mặc dù không cần đùa nghịch uy phong, nhưng thân là trưởng khống giả thực tế của đại lục, thủ lĩnh nhân tộc, phải có địa vị cùng uy nghiêm. Người người đều không tôn sư trọng đạo, không có chỗ kính sợ, cái gọi là sư đạo tôn nghiêm, sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Trừng phạt như thế nào, tôn quản gia cứ mở miệng là được, chỉ cần ta có thể làm, nhất định sẽ không chối từ. Biết lần này quả thực trách hắn, dù ai cũng không cách nào từ chối, các trưởng lão cắn răng. Người thân là danh sư, ta chỉ là quản gia, mặc dù thay lão ra làm việc, nhưng cũng không có tư cách xử phạt ngươi, nếu không nhất định sẽ trách cứ ta. Nhí mắt vừa nhấc, tôn cường khoát tay áo. Như vậy đi, thiếu gia nhà chúng ta vừa vặn cần linh thạch tuyệt phẩm, nếu như ngươi có thể tìm được, chuyện này coi như thôi. Yên tâm, ta sẽ cho các đồ vật giá cả tương đương, tiến hành hối đoái, sẽ không cưỡng ép mua bán, càng sẽ không bắt chẹt. Đi theo sau lưng thiếu gia, tiếp xúc cấp bậc danh sư càng ngày càng cao, đối với một chút quy củ cũng biết. Hắn dựa dẫm uy danh của lão gia, mặc dù có thể để cho danh sư bắt tinh tôn trọng kính sợ, nhưng bản thân không phải danh sư, còn không có tư cách xử phạt loại cường giả cấp bậc này. Cái này đơn giản, Nghe được đồng giá hối đoái linh thạch tuyệt phẩm, các trưởng lão lập tức thở phào nhẹ nhóm, cổ tay khẽ đảo, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là năm viên linh thạch tuyệt phẩm, coi như ta thay hành động của nghiệt đồ xin lỗi, xin tôn quản gia nhận lấy, còn sau này muốn giao dịch, trực tiếp tìm ta là được, chỉ cần số lượng không cao hơn 50 viên, hẳn là đều có thể giải quyết. Audio điện tử võ tấn bền Người rất thức thời, nhận lấy hộp ngọc, Tôn Cường thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lần này đi ra, mục đích đúng là vì linh thạch tuyệt phẩm, đối phương không chỉ đưa tặng, còn tùy tiện giao dịch, để hắn rất thỏa mãn, đồng thời trong lòng cảm khái lão ra tên tuổi vang dội. Không phải cha ra lão ra chúc phúc, đừng nói linh thạch, chỉ sợ ngay cả cửa cũng không ra được. Tôn quản gia, không biết dương sư đạt đến thực lực gì, người lại ở chỗ nào. Thấy đã hóa giải mâu thuẫn, chiêm sư cười cười, đi tới trước mặt vừa rồi nhìn thấy bóng lưng, đỉnh thiên lập địa, thực sự là đáng sợ, chẳng lẽ Dương Sư thật đạt đến loại cảnh giới quỷ thần khó lường kia. Lão ra nhà chúng ta, từ trước tới nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, xem như ta, muốn gặp được cũng rất khó, thực lực cụ thể, mặc dù không biết, nhưng sâu không lường được. Không người có thể địch. Nói đến lão ra, con mắt của Tôn Cường có ánh sáng bắn ra bốn phía, tràn đầy kích động. Lão ra thực lực mạnh, mấu chốt người còn hòa ái, để hắn tràn đầy tôn sùng. Dương sư quả thực khiến người khâm phục. Chiêm sư nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một vị trưởng lão giống như nhận được tin tức, vẻ mặt kỳ lạ vội vàng đi tới. Chiêm sư, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Gặp ta. Chiêm sư nhíu mày. Người nào? Thân là thánh tử điện quyền điện chủ, cường giả thánh vực cửu trọng, cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện thấy. Liếc mắt nhìn tôn cường, khóe miệng vị trưởng lão này có quắp một cái, mang theo xấu hổ. Hắn nói là, quản gia của Dương Sư. chương 2652, thật giả quản gia hạ. một Dương, quản gia của Dương Sư. Dương Sư nào? Chiêm Sư ngẩn ngơ. Đương nhiên là Dương Huyền Dương Sư. Trưởng lão nói, khóe miệng giật một cái, Chiêm Sư sừng sốt. Mới vừa xuất hiện một vị quản gia của Dương Sư, bây giờ lại đi ra một vị không nên chơi như vậy nha lúc nào loại người như dương sư quản gia cũng như cải trắng một viên tiếp nối một viên không đáng giá chút nào đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng nhịn không được nữa truyền âm qua làm cái gì bọn họ là thánh tử điện cũng không phải dám định hội quản gia của dương sư một cái tiếp một cái chạy tới tâm rất mệt mỏi a -hát. ta cũng không biết học sinh vừa mới truyền lại tin tức cho ta vị trưởng lão này dừng lại một chút. Hình như, người này, người cũng quen biết. Ta biết. Chiêm sư sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy kỳ lạ. Mặc dù hắn nghe qua không ít chuyện của Dương sư, nhưng chưa từng thấy người thật, cũng chưa quen thuộc, thật giống như vị tôn quản gia trước mắt này, chưa bao giờ thấy qua. Lại xuất hiện một cái, bản thân còn quen biết, đến cùng là ai? Ừm, điện chủ còn nhớ hồ nhất phi không? Vị trưởng lão này hạ giọng. Ngươi nói chính là thiên thủ độc vương Hồ Nhất Phi. Chiêm sư nheo mắt, nắm đấm siết chặt. Không sai, đúng là hắn. Vẻ mặt của vị trưởng lão này cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tổng bộ độc điện có hai vị hộ pháp, bốn đại tôn giả, 12 độc vương, 72 phân điện điện chủ nhất đẳng. Hồ Nhất Phi chính là tà hộ pháp địa vị cao nhất, cùng hữu hộ pháp thẩm khuyết nổi danh, một thân độc công thiên hạ hiếm có. Nhớ tới rất nhiều lịch sử của vị này, Ánh mắt của chiêm sư ngưng trọng. Nghe nói, lý giải đối với độc đã đạt đến cảnh giới quỷ thần khó liệu, coi như hài tử còn chưa ra đời cũng có thể gieo vào thai độc, để hắn vừa ra đời liền bị khí độc xâm nhập, lại không dễ dàng tử vong. Thủ đoạn quỷ dị, y sư Cửu Tinh cũng cảm thấy khó giải quyết, không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng vậy, năm đó hắn làm sằng làm bậy, bốn phía hạ độc, ép tổng bộ danh sư đường vây quét bốn phía, lần kia dường như điện chủ cũng tham gia trưởng lão nhìn qua. Ừm, ta tham gia lần vây quét kia, tổng bộ cộng thêm thánh tử điện, cùng chiến sư đường, hết thảy phái ra chín vị thánh vực cửu trọng, vây quanh hắn ở trong một tòa cổ thành, vốn cho rằng bày ra thiên la địa võng, lại khó chạy trốn, ai biết. Người này lấy độc phá vỡ phòng ngự, sáu vị thánh vực cửu trọng chết ngay tại chỗ, ta cũng là vận khí tốt, mới còn sống. Nhớ tới chuyện ban đầu, hận ý trong mắt dòng chiêm sư dâng lên, như đến bây giờ cũng tâm cảnh khó bình. Cũng bởi vì lần kia, trong cơ thể ta chúng kịch độc, hơn 20 năm gần đây, tu vi không có tăng trưởng, một mực vây ở thánh vực cửu trọng sơ kỳ. Danh sư đường lại lần lượt tổ chức mấy lần vây quét, cũng không có thành công, có điều hai tháng sau, vị thiên thủ độc phương này liền biến mất không thấy hình bóng, không còn tin tức. Ta nghe nói, là gặp dương sư, hắn ra tay chế ngự, thu làm tôi tớ. Trưởng lão nói, đây đều là bí mật hơn 20 năm, dính dáng quá lớn, không tự mình tham dự căn bản không biết rõ tình hình ừm chuyện này ta cũng nghe nói dương sư thực lực thông huyền hắn ra tay coi như hồ nhất phi mạnh hơn cũng sẽ bị chế phục nếu như người này thực sự là chỉ sợ tin đồn là thật mặc dù trong lòng rất hận nhưng biết vị độc phương này đã thành hạ nhân của dương sư không cách nào báo thù chiêm sư áp chế buồn bực xuống danh sư không phải sát nhân của ma vị thiên thủ độc phương này mặc dù làm nhiều việc ác nhưng nếu như có thể cảm hóa, vì nhân tộc cống hiến, có chỗ tốt lưu lại tính mạng, nhất định lớn hơn xa chém giết. Lúc đó chuyện này ở trong phạm vi nhỏ huyên náo rất hung, nhưng mà dính dáng dương sư, tin tức thật giả lại không cách nào phán định, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. chương 2653, thật giả quản gia hạ. 2. Không nghĩ tới, lại là thật. Đúng. Trưởng lão dừng lại một chút. Có muốn để hắn đi vào hay không? Nếu là quản gia của Dương sư, cùng vị tôn quản gia này nhất định quen biết, để bọn hắn trao đổi một chút, cũng có thể biết tình huống gần đây của Dương sư. Chiêm sư gật đầu. Loại tuyệt thế hung nhân này, cũng chỉ có cường giả siêu cấp như Dương sư mới có thể triệt để áp chế, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Nếu thật là hắn, thân phận quản gia, có thể vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, căn bản không cần dò xét. Vị tôn quản gia này, vừa rồi cũng xác nhận đã đồng thời là quản gia của Dương sư, có lẽ trước đó hai người liền quen biết. Tốt." Vị trưởng lão này nhẹ gật đầu, xoay người đi ra ngoài, thời gian không dài, một lão giả theo sau lưng đi tới. Người này mặc trường bào màu xám, lông mày rậm đen, hai mắt mang theo u ám, để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Tu vi ẩn giấu ở trong cơ thể, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn cụ thể, có điều, dựa theo chiêm sư miêu tả, chỉ sợ đã không thua thánh vực cửu trọng chiêm thiên thừa, chúng ta lại gặp mặt. Đi tới trước mặt, Hồ Nhất Phi cười nhạt một tiếng. Không sai, lại gặp mặt. Chiêm sư hít mắt lại, cố nén tức giận trong lòng. Ngươi không cần tức giận, lúc ấy, ta là độc biện tả hộ pháp, bị danh sư đường các ngươi đuổi giết, thuộc về quan hệ thù địch, muốn giết ngươi, không có gì đáng trách, mà bây giờ. Ta nhận Dương sư làm chủ, trở thành tôi tớ của hắn, đã thuộc về quan hệ bằng hiếu, còn muốn động thủ với ta đã không có lý do hồ nhất vi nói không sai quả thực không có lý do chiêm sư lắc đầu hất lên ống tay áo ngươi tìm ta có chuyện gì nếu như không có chuyện gì thì mời quay về đi không nên gấp gáp hạ lệnh trục khách ngươi xem cái này một chút có lẽ thái độ sẽ thay đổi ngón tay của hồ nhất vi búng một cái một bình ngọc lập tức bay tới chiêm sư tiện tay nhận lấy nhẹ nhàng mở ra con người đột nhiên co rụt lại. Đây là giải dược kịch độc trong cơ thể ta. Hơn 20 năm trước, hắn thân chúng kịch độc, tìm vô số y sư, cũng không thể giải quyết, tu vi không cách nào tiến bộ, nguyên nhân chính là như vậy, mới mang theo lửa giận với người này, không nghĩ tới đối phương đưa tới giải dược. Không sai, chủ nhân nhà ta muốn ta giải hết toàn bộ những năm này hạ độc, mặc dù ngươi chúng độc không nghiêm trọng, nhưng cũng là sai lầm trước kia của ta, tự nhiên phải tiến hành bù đắp. Hồ Nhất Phi giải thích nói: "Cảm ơn Dương sư. Loại danh sư cấp bậc như hắn, giải dược đến cùng có phải thật hay không thật, liếc mắt liền có thể nhận ra." Chiêm sư tràn đầy kích động, cổ tay khẽ đảo, thu bình thuốc vào nhẫn, nhớ tới một việc, giới thiệu nói: "Đúng rồi, ta giới thiệu cho các người một chút, vị này cũng là hạ nhân của Dương sư, Tôn Cường, Tôn quản gia." Tôn quản gia, vị Hồ Nhất Phi này cũng là hạ nhân của Dương sư, kiêm chức quản gia của hắn chắc hẳn các người quen biết a à. dương sư hạ nhân hồ nhất phi nhíu mày dương sư chỉ có ta là quản gia sao còn sẽ có hạ nhân khác hắn bên này nghi ngờ tôn cường ở một bên nghe được giới thiệu xoay đầu lại lông mày nhíu một cái lộ ra không vui tiểu chiêm người nói hắn cũng là quản gia của lão gia nói đùa cái gì vậy nói xong nhìn về phía hồ nhất phi lông mày dương lên dám giả mạo quản gia của lão gia gan chó của ngươi thật là lớn, người đâu, bắt lại cho ta. Chương 2654, Tôn Cường phẫn nộ một. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả trưởng lão cắn chặt hàm răng, từng cái không ngừng run rẩy, biểu lộ giống như thấy quái vật, nhìn về phía Tôn Cường. Thực lực của vị trước mắt này, ngay cả chiêm sư cũng chống lại không được, trực tiếp chửi gan chó, còn muốn bắt người. Coi như muốn bắt, cũng phải bắt được mới được a -Hát. Bọn họ thật muốn ra tay có thể đoán được, sẽ bị trực tiếp độc lật, một cái cũng không còn sót lại. Ngươi nói cái gì? Không chỉ mọi người bộ dáng như vậy, Hồ Nhất vi cũng sướng sở ngay tại chỗ, ánh mắt híp lại. Hơn 20 năm gần đây, hắn một mực đi theo sau lưng lão ra, có quản gia, hạ nhân hay không, biết rất rõ ràng, phần lớn sự tình đều là hắn tự mình xử lý. Người trước mắt này, thấy cũng chưa thấy qua ngược lại cũng thôi, thế mà trực tiếp nói chuyện với hắn như vậy ta nói cái gì không nghe thấy sao? Khoát tay áo, tôn cường mặt mũi không kiên nhẫn. Nói đi, ta muốn hỏi, người giả mạo hạ nhân của lão gia là muốn làm gì? Đổi lại thời gian khác, giả mạo như vậy, khả năng rất khó bị phát hiện, mà bây giờ. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, gặp được vị thật như ta a. À. Thật, thấy đối phương khí tức trầm ổn, không có chút căng thẳng nào, hồ nhất vi nhịn không được nhìn chiêm sư. Chiêm thiên thừa, tên này đến cùng là ai? Các người không nhận ra. Khóe miệng chiêm sư giật một cái. Vốn cho rằng, đều là hạ nhân của dương sư, hai người nên sớm gặp mặt qua, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vừa chạm mặt liền dương cung bạt kiếm, dường như hai người đừng nói chưa thấy qua, nghe cũng không có nghe qua. Loại tiểu nhân vật này, ta làm sao biết? Hồ nhất vi hất ống tay áo. Chủ nhân của hắn, một trong mấy người mạnh nhất đương đại, phòng xã giao kém nhất cũng là danh sư cửu tinh một gia hỏa ngay cả thánh vực cũng chưa tới, làm sao có thể quen biết. Hắn, tự xưng quản gia của Dương Sư, vừa rồi chúng ta dùng phong sư điện đo lường qua, trong cơ thể quả thực nắm giữ Dương Sư lưu lại chúc phúc. Chiêm Sư giải thích, người lưu lại chúc phúc trong cơ thể đối phương, thực lực mạnh mẽ, khoáng tuyệt cổ kim, trừ Dương Sư, thật đúng là nghĩ không ra những người khác. Nắm giữ chúc phúc, Hồ Nhất Phi sửng sốt một chút, lần nữa nhìn về phía người béo trước mắt, chỉ thấy lông mày hắn nhăn lại, đồng dạng nhìn qua, cũng nhịn không được nữa. Chủ nhân nhà ta, làm chuyện gì cũng ưa thích độc lai độc vãng, ngay cả đệ tử cũng không thu, làm sao có thể thu quản gia. Người béo, đến cùng xảy ra chuyện gì? Coi như muốn thu quản gia, cũng thu cái ra dáng, thực lực người này thấp như vậy, có thể làm gì? Làm càn, lão gia nhà ta, như thần long, muốn nhận dạng quản gia gì, do chính hắn quyết định, người thì tính là cái gì, cũng dám nghi ngờ tức giận hừ một tiếng, tôn cường phất tay, xoay người ngồi ở trên ghế. Nói đi, người đến cùng là ai? Tại sao giả mạo hạ nhân của lão gia? Cái ngoạn ý gì đây? Người hiện tại, thật sự là càng ngày càng khoa trương. Một cái giả, thấy được ta là thật, vậy mà mảy may không sợ, thậm chí còn chạy đến thánh tử điện. Lá gan thật lớn. Giả mạo. Hồ Nhất Phi tức sắp nổ tung. Người có biết lão phu là ai không? Nếu đổi lại trước kia, loại tiểu nhân vật này dám hung hăng ở trước mặt mình, khẳng định đã sớm độc chết. Đường đường độc điện tả hộ pháp, thiên hạ dùng độc đệ nhất nhân, lúc nào bị người nói như vậy. Ta quản ngươi là ai? chương 2655, Tôn Cường phẫn nộ hai Tôn Cường hơi có vẻ không kiên nhẫn. Người có biết ta là người như thế nào không? Lão gia nhà chúng ta, một trong mấy người mạnh nhất đương đại, thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, ta thân là quản gia của hắn, đại biểu tôn nghiêm cùng thân phận của hắn, người một cái giả mạo, cũng dám nói nhảm, có biết nơi này là nơi nào không? Giả cũng dám hung hăng, thật sự là người có thể lật trời sao? Ngươi nói Dương Sư là chủ nhân của ngươi, có bằng chứng không? Mặc dù sắp bị chọc giận chết, Hồ Nhất Phi vẫn nhịn xuống, khẽ nói. Những năm này, Dương Sư tự mình dạy dỗ, để tính tình của hắn tiêu ma không ít, nếu không, có người nói với hắn như vậy, đã sớm huyên náo toàn bộ thánh tử điện nổ tung. Bằng chứng, vừa rồi đám người tiểu chiêm đã đo lường qua, trong cơ thể ta nắm giữ lão gia chúc phúc, người thì sao? Người có cái gì, có thể chứng minh thân phận, ăn nói bừa bãi người người đều biết, không bỏ ra nổi, đều là giả. Tôn Cường cười lạnh, mặc dù thời điểm đo lường thân phận, dùng chính là chân khí của thiếu gia, nhưng thiếu gia là học sinh của lão gia, có thể có hiệu quả như thế, nhất định là lão gia lưu lại thủ đoạn, nói thành hắn chúc phúc cũng không tính nói dối ta chẳng muốn nói nhảm cổ tay khẽ đảo ném ra một lệnh bài lông mày hổ nhất phi nâng lên đây là chủ nhân đưa cho ta thủ lệnh đại biểu thân phận thủ lệnh đám người chiêm sư nhìn sang rất nhanh đồng thời gật đầu đây là thủ lệnh đặc thù của tổng bộ danh sư đường quả thực là dương sư không thể giả được thân là danh sư của thánh tử điện những vật này đương nhiên sẽ không nhìn lầm thật. Tôn Cường sửng sốt một chút, đưa tay lấy lệnh bài tới, cúi đầu nhìn. Lệnh bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặt trước in huy chương đặc thù của danh sư đường, mặt trái thì là một chữ triện dương. Toàn thân không biết tài liệu luyện chế, cho người ta một loại khí thức nặng nề, đơn thuần cấp bậc, đã không kém thánh khí thượng phẩm. Không nói cái khác, không nói trước chân thực hay không, chỉ là lệnh bài, thì nhất định có giá trị không nhỏ, huống chi trong đó còn ẩn chứa số mệnh nhân tộc như ẩn như hiện của danh sư đường thế mà không cho ta. Nhìn một hồi, Tôn Cường càng nghĩ càng uất ức, quá bất công đi. Ném thiếu ra cho ta, để cho ta chăm sóc ngược lại cũng thôi, vật gì cũng không lưu, vậy thì có chút quá đáng. Thiếu ra là học sinh của ngươi, để hắn tự lực cánh sinh, không can thiệp phát triển, nhưng ta là quản gia, tiền không cho, chúc phúc không cho, rõ ràng có lệnh bài tốt như vậy, cũng không cho. Đồng dạng là hạ nhân, thế nào cảm giác giống như mẹ kế vậy? Không được, lần sau gặp lão gia nhất định phải hỏi nhất định phải có tín vật nếu không người người hoài nghi về sau còn làm sao ra ngoài gặp người còn thế nào đại biểu uy nghiêm của tổng bộ danh sư đường thế nào thứ này có khả năng chứng minh thân phận của ta chứ thấy bộ dáng của hắn như thế hồ nhất phi nói đám người tiểu chiêm đã nói là thật như vậy chính là thật xem ra người cũng giống như ta đều là hạ nhân của lão gia Mặc dù cảm thấy rất không công bằng, Tôn Cường vẫn chậm lại. Loại cường giả như lão gia, có một, hai hạ nhân, không tính là gì. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn rất độ lượng. Thân là hạ nhân của chủ nhân, đi theo phía sau hắn, một tấc cũng không rời, người lúc nào trở thành quản gia của hắn, vì sao ta không biết. Thấy đối phương xác nhận thân phận của mình, Hồ Nhất Phi lạnh lùng nhìn lại. Lão gia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, làm tất cả mọi chuyện, người đều có thể biết được đầu lâu nâng lên, tôn cường giống như trở lại trước kia, trong ánh mắt mang theo xa xăm cùng cảm khái. Lão gia từ trong thương hội tìm ta ra, nhìn chúng nhân phẩm cùng bản tính của ta, muốn ta chăm sóc thiếu ra, một đường che chở hắn phát triển. Lúc ấy ta liền quyết định, muốn làm hạ nhân cả đời cho hắn. Đây đều là sự tình trước đây thật lâu, không đề cập tới cũng được. Đúng rồi, người mới vừa nói, là hạ nhân của lão gia. Đã như vậy, ta là quản gia, về sau liền nghe ta dặn dò đi. Ai, khỏi cần đội ơn, ta cũng nên san sẻ cho lão ra. chương 2656, độc không chết một. Ban đầu ở thiên huyền vương quốc, lão ra cùng hắn ở chung một đoạn thời gian rất dài, nhưng từ chưa nói qua còn có một hạ nhân. Nếu như sớm đi tìm tới, cũng không mệt mỏi như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể để người này đi làm. Hạ nhân, quản gia, vẫn có địa vị tranh lệch. Nghe lời ngươi, da mặt không ngừng run rẩy, hồ nhất phi suýt chút nữa nhịn không được, nhảy qua bóp chết đối phương. Có thể muốn chút mặt không? Coi như ta che giấu tu vi, ngươi nhìn không ra, cũng nên thấy rõ thái độ của đám người chiêm sư A. Người khác nhìn thấy ta đều dọa đến sắp ngất, mà ngươi. Một bộ vì tiện, nhãn lực làm sao kém như vậy. Được rồi, ngươi chỉ là giúp lão gia xử lý chút việc vật, hạ nhân mà thôi, mà ta thì là lão gia tự mình công nhận quản gia có thể nghe theo mệnh lệnh của ta, cũng đủ để tự hào. Nhẹ gật đầu, Tôn Cường một bộ đương nhiên. Đối phương hít hà hồi lâu, náo loạn hồi lâu thì ra chỉ là hạ nhân, mà hắn hoàn toàn khác biệt, là quản gia, chuyên môn quản hạ nhân. Thân phận và địa vị có thể giống nhau sao? Cả hai quả thực là hoàng kim cùng bùn đất khác nhau. Hạ nhân cho lệnh bài, hắn thân là quản gia, tự nhiên không cần. Vừa nghĩ như thế, trong lòng Tôn Cường lập tức thoải mái không ít lần nữa thấy lão ra quyết định mà cảm thấy tự hào bảo ta nghe mệnh lệnh của ngươi hàm răng cắn khanh khách vang vọng hồ nhất vi nhịn không được nữa trong mắt lóe lên một tia sát cơ cong ngón búng ra một làn khói bụi lặng yên không tiếng động chui vào trong cơ thể tôn cường trong lòng hừ lạnh chỉ cần ngươi có thể còn sống là được làm xong những thứ này lại chẳng muốn cùng người chết nói nhiều quay đầu nhìn về phía lão giả cách đó không xa chiêm sư Lần này ta là cùng thiếu gia tới, hiện tại hắn đã thành công đi vào thánh tử điện, nhiệm vụ của ta hoàn thành, không cần thiết tiếp tục chờ đợi, đặc biệt cùng ngươi thông báo một tiếng, hy vọng chăm sóc một chút, lão gia đối với vị thiếu gia này có mong đợi rất lớn. Chiêm sư vẫn chưa trả lời, một thanh âm to lớn vang lên. Yên tâm đi, thiếu gia ta sẽ chiếu cố tốt. Khóe miệng giật một cái, Hồ Nhất phi vội vàng quay đầu nhìn sang, ngay sau đó nhìn thấy Tôn Cường một mặt khí định thần nhàn khoát tay áo. Sao có, khả năng. Lông mày nhảy một cái. Hắn dùng kịch độc, coi như chiêm sư, lặng yên không một tiếng động cũng dính trưởng, thất khiếu chảy máu mà chết. Người trước mắt này, dính nhiều như thế, một chút sự tình cũng không có, nói chuyện còn trung khí mười phần. Thật hay giả, không có gì không thể nào. Cũng không biết đã đi qua quỷ môn quan một chuyến, Tôn Cường nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra vẻ tự hào. Đoạn đường này, nếu không phải ta chăm sóc thiếu gia, hắn làm sao có thể dễ dàng trở thành học viên của Thánh Tử Điện như vậy? Điểm ấy, khỏi cần ngươi lo nghĩ. Thấy người này nói chuyện càng ngày càng vang dội, không có chút bộ dạng chúng độc nào, Hồ Nhất vi hít mắt lại, ngón tay tiếp tục bắn ra. Những năm này mặc dù bản tính sửa lại không ít, nhưng chân chính chọc tới trên đầu, vẫn không nhịn được động sát tâm. Ô ô ô, liên tục mấy lần, kịch độc mạnh nhất ẩn chứa ở trên người, lần nữa bám vào người đối phương, chui vào thân thể. Đủ rồi, bắn qua bắn lại có ý tứ à? Nói chuyện với ngươi, không nghe thấy sao, hay giả câm vờ điếc? Thân là hạ nhân, một chút giác ngộ của hạ nhân cũng không có, khó trách lão gia không coi ngươi là quản gia. Thật là. Tôn Cường không vui, một bộ tịch mịch như tuyết. Nói chuyện cẩn thận, người này lại khoa tay múa chân bắn qua bắn lại, là chân khí mà thiếu gia lưu lại trong cơ thể hắn qua lại tán loạn. Một chút giác ngộ làm hạ nhân cũng không có chẳng lẽ bởi vì mình cùng thiếu ra thời gian dài, học tính tình có chút quá tốt rồi. Nếu không, vì sao đối phương không hề sợ hãi chút nào? Cho chút mặt mũi, thật đúng là dám mở phường nhuộm. Ngươi, chương 2657, độc không chết hai. Thấy đối phương vẫn không có dấu hiệu trúng độc, hồ nhất phi lắc lư, con mắt trợn tròn. Vừa rồi bắn ra mấy đạo kịch độc, là lợi hại nhất trên người hắn, lúc trước Dương Sư gặp, cũng hao tốn một phen tay chân, kết quả đối phương không có việc gì, chẳng lẽ. Gia hỏa mập mạp này cũng không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy, trên thực tế lại là siêu cấp cao thủ. Quãng thời gian trước, gặp được một nữ tử, tuổi không lớn lắm, thiếu chút nữa đánh hắn thổ huyết. Hơn nữa còn nghe nói, khai phái tổ sư của độc điện lần nữa quay về, thoạt nhìn cũng rất trẻ trung. Nhãn lực của chủ nhân từ trước tới nay không kém, để người này làm quản gia, chỉ sợ cũng có đạo lý riêng, không có bản lĩnh nhất định, làm sao có thể đồng ý. Trong nháy mắt, người béo trước mắt trước đó cái gì cũng không tính, lập tức trở nên cao to. Đệ tử của Dương Sư, ta tự nhiên sẽ chăm sóc. Không biết tên gọi là gì, là năm nay mới khảo hạch thông qua sao. Mặc dù thấy được động tác của Hồ Nhất Phi, nhưng nhìn thấy tôn cường lông tóc không tổn hao gì, chiêm sư còn tưởng rằng cuối cùng không có ra tay, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi. Trương Huyền, Phùng Tử Giật, Tôn Cường cùng Hồ Nhất Phi đồng thời mở miệng. Trương Huyền. Chiêm sư vẫn chưa trả lời, Hồ Nhất Phi nhíu mày, nhìn lại. Chủ nhân nhà ta chỉ thu một học sinh, gọi Phùng Tử Giật, Trương Huyền này là ai? Dương sư chỉ thu một học sinh, gọi Phùng Tử Giật, lần này tới nơi đây, cũng là bởi vì đi theo phía sau hắn, Trương Huyền. Sao chưa từng nghe qua? Thu nhiều một cái quản gia, chưa từng nghe qua ngược lại cũng thôi, thu nhiều một học sinh, không có khả năng cũng không biết ha. À. Phùng tử giật cùng thiếu gia của chúng ta, là sư huynh đệ, hai người đã gặp mặt, hơn nữa tiến hành tỉ thí. Tôn Cường cười khoát tay áo. Đoán không sai, bây giờ đã trở thành sư đệ của thiếu gia nhà chúng ta. Nguyên lai like người này là chăm sóc phùng tử giật, vậy thì khó trách. Bản thân chăm sóc thiếu gia, hắn chăm sóc phùng tử giật. Xem ra, lão gia không tính quá bất công, căn cứ hắn biết rõ không đánh vị phùng tử giật này gọi sư huynh khẳng định là không thể nào sư đệ hồ nhất vi bối rối vừa rồi nếu ngươi nói sớm ra phùng tử giật ta sẽ không nghi ngờ ngươi đều làm việc cho lão gia cũng không cần phải khách khí thấy hắn không hiểu tôn cường cười cười thật ra thì loại người như lão gia thực lực sâu không lường được thu mấy học sinh thậm chí tôi tớ không phải rất bình thường sao dù sao chúng ta chỉ là hạ nhân không tiện hỏi nhiều sự tình của chủ nhân lão gia cực kỳ khiêm tốn thật giống như hắn quen biết đã lâu vậy nếu không phải trương cửu tiêu giải thích hắn cũng không biết chủ nhân quen biết hơn một năm cường đại như vậy có thể xưng đương đại đệ nhất hồ nhất vi nói không ra lời đối phương lời thề son sắt như vậy hơn nữa còn trải qua đám người chiêm sư đo lường ngay cả kịch độc của hắn cũng độc không chết cũng có chút không xác thực nhận mặc dù đi theo dương sư, nhưng dù sao chỉ là hạ nhân, thu tôi tớ, không có khả năng sửa tình gì cũng biết. Chẳng lẽ, vị chủ nhân này của mình, thật dưới tình huống hắn không biết rõ tình hình, thu nhiều một học sinh, càng thu một quản gia. Vốn chỉ là tìm chiêm sư nói chuyện, thế nào thời gian nháy mắt biến thành nhận thân. chương 2658, hắn gọi trương huyền một. Cùng một tiểu nhân vật ngay cả thánh vực cũng không có đến đặt song song càng nghĩ càng thấy tâm tắc, Hồ Nhất Phi nghẹn không thở nổi. Được rồi, trở về hỏi chủ nhân một chút đi. Biết lấy thân phận của hắn, cùng một ngốc hàng như vậy ẩm ý, thực sự quá mất thân phận, hơn nữa, vạn nhất là thật, cãi lộn tới cãi lộn đi, ngược lại làm cho người khác chế diễu dương sư quản giáo không đúng cách, mất mặt càng lớn. Phùng tử giật thiếu ra, thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, coi như cùng trương huyền kia đều là học sinh của chủ nhân, hẳn cũng là là sư huynh đi nhẫn nhịn một hồi, mới mở miệng nói. Phùng tử giật, thiên phú cực cao, còn lợi hại hơn tử đệ hạch tâm của các gia tộc, lại thêm tu luyện khắc khổ, chi hành hợp nhất, 20 tuổi, cũng đã nắm giữ thực lực thánh vực thất trọng nhập hư cảnh. Cho dù vị trương huyền chưa từng nghe qua kia, đồng dạng là học sinh của dương sư, chẳng lẽ còn có thể vượt qua hắn. Thiếu gia nhà chúng ta, ở thế hệ trẻ tuổi, không người có thể vượt qua. Khoát tay áo, tôn cường mang theo tự tin nồng đậm theo thiếu ra lâu như vậy, lúc nào thấy hắn thua thiệt qua. Đối nghịch hắn, không phải làm học sinh, thì làm đồ tôn, lại kém nữa, thì thân bại danh liệt, cuối cùng ngay cả danh sư cũng không làm được, vị phùng tử giật kia, mặc dù thực lực không yếu, nhưng khẳng định vẫn không phải là đối thủ. Không có đối thủ, hư, thiếu ra nhà chúng ta, cũng giống như vậy, không có người có thể vượt qua. Thấy người này khoe khoang, hồ nhất vi có chút mất hứng. Thế hệ trẻ tuổi, cực kỳ có thiên tư, phải kể tới trương gia trương hủ, nhưng ở trước mặt thiếu gia, vẫn như cũ cái gì cũng không tính, người nói trương huyền kia, cho dù mạnh, chẳng lẽ còn có thể thắng được sao? Chờ người trở về hỏi một chút liền biết, chẳng muốn cùng đối phương tiếp tục cãi lộn, Tôn Cường đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một lão giả vội vã bay đến, khắp khuôn mặt là bối rối. Các trưởng lão, không tốt, còn chưa tới trước mặt, thanh âm liền gấp rút vang lên. Làm sao vậy? thấy vị trước mắt này là chấp sự trưởng lão phụ trách rất nhiều công việc ở tín điện, cát hùng nhíu mày. Có thể để đối phương bối rối như vậy, chỉ sợ là thật xảy ra chuyện gì. Là người của y sư công hội, bọn họ ở dưới bạch phố thánh y dẫn đầu, không biết làm sao, tất cả đều chạy đến tín điện đồng thời đột phá, hơn 10 vị trưởng lão cùng một chỗ độ kiếp. Dung hợp lôi kiếp đã có chút không khống chế nổi. Vẻ mặt trắng bệch, lão giả vội nói. Dung hợp lôi kiếp, đồng thời đột phá, đám người tất cả đều nhoáng một cái, ngay cả chiêm sư cũng run rẩy, khó mà tin được. Lôi kiếp, sẽ căn cứ nhân số đột phá mà biến hóa, hai người cùng một chỗ đột phá, dẫn tới kiếp số, tuyệt không phải một cộng một bằng 2 đơn giản như vậy, tình huống bình thường sẽ biến thành 4, cũng chính là tăng thêm gấp bội. Bởi vậy, dù thực lực tương đồng, cũng sẽ không đồng thời đột phá, cho dù muốn đột phá, cũng sẽ kéo ra khoảng cách nhất định tốt nhất không cho hai lôi kiếp có cơ hội tiếp xúc dung hợp. Một khi dung hợp, liền khó mà chống lại. Y sư công hội, hơn 10 vị trưởng lão đồng thời độ kiếp, còn chạy đến tín điện. Đây là muốn làm gì? Tín điện cùng các người có thủ oán sao? Nhất định phải chơi phía nó mới chịu bỏ qua. Rất nhiều chấp sự trưởng lão của y sư công hội, ta đều biết, mặc dù đều ở thánh vực thất trọng nhập hư cảnh đỉnh phong, nhưng đều bị kẹt nhiều năm, làm sao sẽ cùng một chỗ đột phá chiêm sư nghi ngờ. Hắn bởi vì thân chúng kịch độc, cùng y sư công hội tiếp xúc tương đối nhiều, mấy năm này đối phương cũng một mực nghiên cứu độc tố trong cơ thể của hắn. Những chấp sự trưởng lão kia, mặc dù bước vào nhập hư cảnh đỉnh phong nhiều năm, nhưng bởi vì trước kia dùng qua nhiều đan dược, trong cơ thể tồn tại đủ loại cạn thuốc, lại thêm giới hạn tuổi tác, muốn tiến thêm một bước, cơ hội đã không lớn. Thế nào đột nhiên, đều muốn đột phá. Không phù hợp đạo lý A-Hát. Ta cũng không biết, nghe người khác nói là Bạch Vũ Thánh Y mời một vị tân sinh am hiểu y thuật, đi qua giảng bài cho bọn hắn, kết quả, vị tân sinh này không có nói kiến thức y dược, ngược lại chỉ điểm ra ràng buộc cùng thiếu hụt trong tu luyện của mỗi người, lúc này mới dẫn đến tất cả mọi người đều có chỗ lĩnh ngộ. Nhớ lại tình cảnh trước đó nhìn thấy, lão giả nói. Tân sinh, chương 2659, hắn gọi chương huyền 2. Giảng bài, chỉ điểm thiếu hụt, để mười mấy người đồng thời đột phá. Tất cả mọi người không tự kìm hãm được ngây ngẩn. Ngay cả Hồ Nhất Phi cũng triệt để sửng sốt. Xem như Dương Sư, muốn một hơi để mười mấy người đồng thời đột phá, cũng rất khó a. À. Những chuyện này ta cũng là nghe y sư công hội nói, tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng, quyền điện chủ, các trưởng lão, mười mấy người đồng thời đột kiếp, lôi kiếp đã lan tràn vượt qua năm ngàn mẫu, trận pháp của tín điện sắp gánh không được. Lão giả lo lắng, đi qua nhìn một chút. Biết sự tình không trần chờ, các trưởng lão cũng nhịn không được nữa, thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp vào tới tín điện, đám người chiêm sư đi theo sát. Trần chờ một chút, tôn cường cũng theo sau. Làm ra chuyện lớn như vậy, trong nháy mắt nghĩ tới là thiếu gia sẽ không phải, thật sự là hắn làm ra chứ. Thời gian không dài, đi tới tín điện, ngay sau đó mọi người nhìn thấy khắp trời là mây đen, che khuất bầu trời, mặt trời bị bao phủ triệt để, từng người đều có chút phát điên. Mặc dù tín điện là địa phương độ kiếp, nhưng lôi kiếp này cũng quá lớn đi. Toàn bộ hạ xuống mọi người, toàn bộ điện đường đoán chừng sẽ bị đánh thành bột phấn. Điện chủ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy loại lôi kiếp này, các trưởng lão run rẩy cũng nhịn không được nữa nhìn về phía chiêm sư cách đó không xa. Vừa rồi phong sư điện biến thành phế tích, tín điện lại hủy, trưởng lão như hắn đoán chừng thật không cần làm nữa ta cũng không biết. Lông mày nhảy lên mấy lần, chiêm sư cũng lắc đầu. Nếu như lôi kiếp nhỏ, hắn bằng vào thực lực thánh vực cửu trọng sơ kỳ, cho dù tiêu hao chút lực lượng, cũng có thể đánh tan, nhưng trước mắt này cái. Đã phát triển đến 5.000 mẫu, uy lực to lớn, xem như hắn, cũng sẽ bị gạt bỏ, chớ nói chi là khu trừ. Thực sự không được, khởi động thánh tử điện hộ điện đại trận. Một lát sau, các trưởng lão cắn răng nói. Hộ điện đại trận, không được chiêm sư lắc đầu một cái trận pháp này là thời điểm thánh tử điện sinh tử tồn vong mới có thể sử dụng lôi kiếp mặc dù mạnh mẽ nhưng còn chưa tới lúc này thánh tử điện hộ điện đại trận là các đời tiên tổ tiêu tốn vô số tâm huyết tạo dựng thành trừ khi đến diệt vong ngàn cân treo sợi tóc nếu không không cho phép sử dụng lôi kiếp trước mắt mặc dù thoạt nhìn để cho người ta tuyệt vọng nhưng còn không có đạt tới điều kiện vận dụng trận pháp này không dùng mà nói chỉ sợ tín điện sắp xong rồi. Các trưởng lão lo lắng. Cái này, mặt mũi chiêm sư khó coi, nghĩ một lát nhưng Thủy Trung nghĩ không ra phương pháp cụ thể, nhớ tới cái gì nhịn không được quay đầu nhìn về phía lão giả vừa rồi đến đây thông bẩm Người nói vị tân sinh giảng bài kia tên gì, người ở đâu? Vị này có thể giảng bài để mười mấy người đồng thời đột phá, có lẽ. Đối mặt lôi kiếp này, sẽ có phương pháp. Ở nơi nào ta không biết, nhưng mà tên nghe người ta nói qua, hình như gọi. Cẩn thận nhớ lại một chút, lão giả nói. Gọi Trương Huyền. Trương 2660, Trương Huyền gặp xét đánh một. Trương Huyền. Chiêm sư sững sờ. Cái tên này, vừa mới nghe qua, chính là thiếu gia của vị béo quản gia này, học sinh dương sư. Mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía người béo cách đó không xa, lại thấy người này, chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại mang theo một loại cảm giác như chút được gánh nặng đối với tôn cường mà nói này mới hợp lý hắn liền nói trừ thiếu ra ai còn dám chơi như vậy nếu quả thật không phải hắn sẽ có chút nghi ngờ nhân sinh ai có đôi khi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bất đắc dĩ hắn chỉ an phận làm quản gia không tranh quyền thế thế nào thiếu ra nhà mình dễ ra danh tiếng như thế lần này huyên náo lớn như thế coi như muốn hắn giải quyết tốt hậu quả cũng không tiện làm a hát. Con mắt chậm rãi đóng lại, Tôn Cường tràn đầy u oán. Khiêm Tốn, khiêm tốn, thiếu gia ngày ngày hô hào, nhưng lại chưa bao giờ làm qua một chuyện đàng hoàng, thân là quản gia của loại người này. Tâm thật mệt. Đồng thời chỉ điểm mười mấy người đồng thời đột phá, thiếu gia nhà các ngươi, cái này là muốn làm gì? Biết kẻ cầm đầu, các trưởng lão kìm nén không được, tức giận đến gào thét. Ta, Tôn Cường vò đầu hắn là thật không biết ý nghĩ của thiếu gia. Bây giờ không phải là lúc truy cứu, nắm chặt thời gian tìm mười mấy vị trưởng lão kia, nhìn xem có thể khuyên bọn họ áp chế tu vi, tách ra độ kiếp hay không. Chiêm sư khoát tay áo. tiếp số tới, muốn để nó biến mất khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn có khả năng, để nó biến nhỏ, để vượt qua trở nên có khả năng. Âm âm, tiếng nói còn không có kết thúc, chỉ nghe được một tiếng khí minh kịch liệt, một đạo lực lượng cuồng bạo, thẳng tắp vào tới lôi đình dầm gặp phải công kích mây đen càng thêm tức giận thời gian nháy mắt trở nên to lớn hơn cái này run rụt lại mọi người đồng loạt nhìn sang phương hướng công kích vừa nhìn một cái vẻ mặt tất cả đều xanh lét chỉ thấy một con địa ngục thanh long thú đang sảng khoái không ngừng công kích lôi đình để nó tụ tập càng lớn lực lượng người này từ nơi nào xuất hiện nhanh đi ngăn cản các trưởng lão hét lớn vừa định tiến lên giáo huấn đối phương một hồi chỉ thấy một lão giả chẳng biết lúc nào, cũng theo thanh long thú bay ra, dùng hết toàn lực, từng kiếm một bổ về phía lôi đình. Tạch tạch, tạch tạch, lôi đình từ 5.000 mẫu, thời gian qua một lát tăng lên đến 6.000 mẫu. Bạch Phú, người nổi điên làm gì? Nhìn rõ ràng bộ dáng của lão giả, các trưởng lão bóp nắm đấm sắp nát. Không phải người khác, chính là Bạch Phú Thanh Y. Người này lương y như từ mẫu, từ trước tới nay nhân từ, ngay cả sâu kiến cũng không nguyện ý giết, Sao ngày hôm nay nhất định để lôi kiếp đánh chết mọi người mới chịu bỏ qua? Cát hùng, người tới vừa vặn, mau giúp ta công kích lôi kiếp. Chiêm điện chủ, người cũng tới, cũng giúp ta công kích đi, động tác phải nhanh, nếu không một khi lôi kiếp đánh xuống, sẽ không còn kịp rồi. Bạch phố Thánh Y đang điên cuồng tấn công nhìn thấy đám người, con mắt kìm lòng không được sáng lên, vội vàng hô to. Tấn công, đồng thời nhoáng một cái, con mắt các trưởng lão, chiêm sư trường lớn nhìn nhau mỗi người từ trong mắt đối phương nhìn ra mê man. Người này sẽ không chỉ bệnh trị đến đầu óc mình hỏng mất chứ, nổi điên rồi sao? Lôi kiếp càng công kích càng lớn, tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ bị đánh chết. Hô hô hô, thời điểm mấy người không rõ ràng cho lắm, không biết trong hồ lô của Bạch Vũ Thánh Y bán thuốc gì, lần nữa nghe được tiếng gió, vài bóng người bay tới, chính là trưởng lão phụ trách lễ điện Hồ Thanh, chủ nhiệm lớp tân sinh phí sư cùng mấy tân sinh thiếu gia Hồ Nhất Phi đi tới trước mặt một thanh niên. Hồ Lão, ngươi không phải, đi rồi sao? Phùng tử giật sửng sốt một chút. Còn không có, ngươi có nghe Lão ra thua qua một học sinh gọi Trương Huyền không? Hồ Nhất vi hỏi. Ngươi nói là Trương Sư Huynh A Hát. Phùng tử giật nhẹ gật đầu. Nếu như đoán không sai, lôi kiếp này là hắn làm ra. Trương 2661, Trương Huyền gặp xét đánh khai mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết, vị trương huyền này quả thực mạnh hơn hắn. Sư, huynh, khóe miệng hồ nhất vi giật một cái. Nói như vậy, tên mập mạp kia nói là sự thật. Thiếu gia nhà mình, đã thất thủ, biến thành sư đệ. Người này cũng quá không có chừng có mực đi, biết rõ mọi người sắp đột phá, còn để nhiều người tụ tập cùng một chỗ như vậy, lôi kiếp lớn như thế, nhìn hắn kết thúc như thế nào. Càng nghĩ càng giận, Hồ Nhất Vi khẽ nói đổi lại vừa rồi thực lực của hắn có lẽ có năng lực đánh tan lôi kiếp mà bây giờ bị đám người bạch vũ thánh y giải vò cũng không có bất kỳ nắm chắc nào coi như may mắn thành công trên người cũng sẽ trọng thương khó khôi phục hắn không phải danh sư càng không có tâm địa trách trời thương dân mới sẽ không làm loại mua bán lỗ vốn này kết thúc sư huynh không cần kết thúc cái lôi kiếp này là hắn cố ý làm lớn ánh mắt của phùng tử giật lộ ra tôn sùng đổi lại trước đó thời điểm ở lễ điện đột nhiên nhìn thấy lôi kiếp lớn như thế cũng sợ hãi muốn chết nhưng trải qua chuyện lúc trước đã triệt để nghĩ thoáng cố ý làm lớn hồ nhất phi có chút ngẩn người nhìn qua không biết thiếu gia nói lời này có ý gì đúng vậy vị trương sư huynh này muốn thôn vệ lôi kiếp lôi kiếp lớn mới đủ ăn phùng tử giật giải thích thôn vệ lôi kiếp mấy người chiêm sư cũng nghe được tất cả đều hoảng sợ run rẩy cố gắng lắm mới không có tử không trung rơi xuống. Lôi kiếp là thiên đạo ý niệm hạ xuống trừng phạt, tới đối kháng là đối kháng thiên đạo. Cái đồ chơi này cũng có thể thôn phệ, không có nói đùa chớ. Phùng Tử giật không có nói đùa, vị trương sư kia quả thực có loại năng lực này. Thấy mọi người không dám tin tưởng, Hồ Thanh cảm khái một tiếng. Ta cũng tận mắt thấy, trước đó lôi kiếp ở lễ điện, mặc dù không lớn bằng cái này nhưng cũng không yếu, đồng dạng tùy tiện bị hắn thôn phệ, mấu chốt nhất là còn bị hắn hù chạy. Phí sư theo sát ở sau lưng phùng tử giật, cũng nói tiếp. Dọa chạy, lôi kiếp cũng có thể chạy. Đám người tiếp tục ngẩn ngơ. Thế nào cảm giác càng nghe càng mộng ảo, giống như đang khoác lác thế nhỉ? Trương sư kia đâu, có thể để chúng ta gặp một chút hay không? Không biết qua bao lâu, cũng nhịn không được nữa, chiêm sư vội vàng hỏi. Nói nhiều như vậy, đến bây giờ còn chưa thấy nhân vật truyền kỳ kia, đến cùng hạng người gì, mới có thể được dương sự yêu ái, tùy tiện chỉ điểm cũng làm người ta đột phá, hơn nữa làm ra lôi đình lớn như thế. Hắn cùng những trưởng lão đột phá kia chung một chỗ. Phùng tử giật chỉ chỉ. Mọi người vội vàng nhìn, ngay sau đó nhìn thấy một thanh niên, khoanh chân ngồi ở trước mặt mấy vị trưởng lão, miệng không ngừng nói, xem ra vẫn giảng giải cái gì. Rất nhiều chấp sự trưởng lão của y sư công hội, nghe hắn giảng giải, từng cái như si như say không ngừng phóng thích lực lượng tựa hồ sợ lôi tiếp tới không đủ nhanh không đủ mạnh hắn là trương sư thấy ở dưới lôi đình đầy trời còn có thể mặt không đổi sắc giảng bài đám người chiêm sư tràn đầy bội phục ngay cả hồ nhất vi cũng không nhịn được gật đầu tâm tính như vậy những năm này cũng chỉ nhìn qua lão gia khó trách có thể để cho thiếu gia bội phục điểm ấy không phải người bình thường có thể làm được chỉ ít hắn cũng không làm được mau nhìn, trương sư muốn ăn lôi kiếp. Thời điểm mọi người ở đây đều tràn đầy kinh ngạc, thanh niên một mực giảng bài đột nhiên ngừng lại, đứng thẳng người, nhẹ nhàng đi tới dưới mây đen. Nơi này, dễ dàng xông vào lôi đình nhất, nhưng cũng dễ dàng thu hút lôi điện chú ý nhất, gặp phải công kích càng mạnh. Như vậy sẽ bị đánh chết. Chiêm sư nhịn không được. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng. Cảnh tượng như thế này, vừa rồi chúng ta thấy qua, ta có thể trước thời hạn giảng giải cho các ngươi một chút, một lát nữa, Trương Sư sẽ lao vào trong mây đen, người sau sẽ kích động run rẩy, sau đó. Nhìn thấy hắn có động tác, Trương Hủ giải thích cho mọi người, đang muốn thuật lại tình cảnh lúc trước một lần, chỉ thấy mọi người từng cái biểu lộ kỳ lạ, vội vàng ngẩng đầu nhìn, sướng sờ tại nguyên chỗ. A à, Lai. Like. Ngay sau đó, liền thấy Trương Huyền dừng ở trên không, giống như ngây dại, còn không có động tác, một đạo lôi điện thô to trực tiếp bổ lên đầu. Tạch tạch. Toàn thân khét lẹt mùi thơm sông vào mũi, chỉ thiếu vài cây thì là nữa liền có thể ăn. Cái này là các ngươi nói, ăn lôi kiếp, tất cả đều run rẩy đám người chiêm sư từng cái biểu lộ như tin chuyện ma quỷ. chương 2662, Hồ Nhất Vi nghi ngờ một Trước khi tới, từng cái thổi phồng, cảm thấy vị trương huyền này giống như thần tiên, không gì làm không được, không chỉ là học sinh của dương sư, ngay cả lôi kiếp cũng cực kỳ sợ hãi, thế nào tận mắt thấy, căn bản không phải chuyện như vậy. Không phải đã nói, nhảy vào mây đen, để lôi đình run rẩy ư. Thế nào, ngược lại một cái nháy mắt liền bị đánh, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Hẳn là, không có thích ứng, một lát nữa là được. Vừa nghĩ tới năng lực trước đó của Trương Sư, Trương Hủ an ủi một câu, tiếp tục giải thích. Lời còn chưa dứt, trên không Trương Sư bị đánh rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to, thân thể không ngừng run rẩy. Âm âm, âm âm. Lôi điện càng bổ càng nhiều, đánh Trương Huyền càng vui vẻ hơn. Nếu không, chúng ta cứu người đi. Một lát sau, các trưởng lão nhịn không được nữa. Nói lợi hại như vậy, kết quả vừa xuất hiện liền bị đánh thảm như thế, hắn cũng nhìn không được. Cứu thế nào? Chiêm sư cười khổ. Lôi đình cường đại như vậy, bọn họ tiến lên, sẽ chỉ làm nó càng thêm cường đại, căn bản không cứu lại được. Cái kia, trơ mắt nhìn hắn bị đánh chết sao? cát trưởng lão nuốt nước miếng một cái. Ta cũng không biết. Chiêm sư lắc đầu. Mặc dù hắn là thánh tử điện quyền điện chủ, nhưng lôi kiếp lớn như thế, còn là lần đầu tiên gặp qua, căn bản không biết làm sao chống cự. Mọi người bó tay toàn tập, bị lôi điện cuồng đánh, thân thể trương huyền run rẩy, hai mắt vô thần, trong lòng thì không ngừng hỏi thăm. Đến cùng tìm được chưa? Không phải hắn không muốn thu lôi kiếp, cũng không phải không muốn xông vào mây đen, mà là thật vất vả dựng dụng ra lôi đình lớn như thế, tự nhiên hy vọng ngoan nhân có thể dò xét ra vị trí cụ thể của khung xương nửa người trên. Nếu không, khẽ hấp thu, hù chạy lôi đình, lấy tốc độ của hắn, coi như muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp a -Hát. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị động chịu bổ. May mắn thân thể cùng nguyên thần của hắn trải qua lôi điện rèn luyện, đã đạt đến cảnh giới cực cao, lôi đình trên không mặc dù cuồng bạo, muốn trong thời gian ngắn đánh chết hắn, cũng không dễ dàng như vậy chủ nhân, ta rõ ràng cảm nhận được khung xương, nhưng mà vị trí cụ thể vẫn cảm ứng không ra, hình như bị không gian gấp ẩn giấu đi. Ngoan nhân nhịn không được nói. Chủ nhân vì phối hợp hắn tìm kiếm, bị đánh thành như vậy, nó cũng cực kỳ lo lắng, chỉ bất quá, càng lo lắng càng tìm không thấy. Thật giống như rõ ràng cảm ứng được khung xương, lại không ở trong thánh tử điện vậy. Không gian gấp, sừng sốt một chút, trong lòng trương huyền bỗng nhiên khẽ động ngược lại có khả năng ta nghe nói trong nội viện thánh tử điện vốn là không gian gấp có thể ở trong nội viện hay không phạm vi của thánh tử điện chỉ như vậy mặc dù hắn không có chuyển một vòng nhưng ở trên không trung quan sát qua vẫn không phát hiện tung tích nội viện càng không tìm được lạc nhược hy liền nói rõ cái nội viện này không ở trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy vô cùng có khả năng giống như di tích ở trong không gian gấp nào đó hiện tại ngoan nhân rõ ràng cảm nhận được khung xương lại tìm không thấy, có thể cũng giống vậy, tồn ở trong đó hay không? Rất có thể. Ngoan nhân lên tiếng. Vậy thì tốt, ta trước hấp thu lôi kiếp, chờ vào nội viện lại tra xét rõ ràng. Biết tiếp tục tìm như vậy, hắn có thể sẽ bị tươi sống đánh chết, cũng nhịn không được nữa, thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp từ trong mặt đất lao ra, phóng về phía lôi đình đầy trời. Vừa rồi đi y sư công hội, vốn là giảng bài giải độc, nhưng nhìn thấy rất nhiều người sắp đột phá liền nhịn không được nữa, bắt đầu đơn độc chỉ điểm. chương 2663, Hồ Nhất Phi nghi ngờ hai Mặc dù hắn không có công pháp đột phá thánh vực thất trọng, lại có thể nhắm thẳng vào vấn đề cùng bản chất của mọi người trong tu luyện, lại thêm có dây leo trợ giúp, để bọn hắn đột phá, không tính quá khó. Lúc này mới có một màn trước đó để các trưởng lão sắp dọa ngất. Không hổ là mười mấy người đồng thời sinh ra lôi kiếp, quả thực mạnh mẽ, tiến vào bên trong, điên cuồng thôn phệ, thời gian không dài, không gian hình vòng trong đan điền liền triệt để bổ sung hoàn chỉnh, tu vi cũng đạt tới trình độ bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Rất nhanh, lôi hải phản ứng lại, lần nữa dọa đến bỏ trốn. Nửa bước lĩnh vực cảnh. Dù đối phương trốn rất nhanh, nhưng phen này hấp thu, vẫn để hắn phá xuất khiếu cảnh ràng buộc, đạt đến nửa bước lĩnh vực. Xem ra, cũng nên đi siêu tập công pháp lĩnh vực cảnh, xung kích cảnh giới cao hơn. Đi vào lôi kiếp, thừa cơ đổi quần áo, đầy người cháy đen thu thập một lần, lôi đình chạy trốn, từ không trung bay xuống, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào có một đống người, từng cái trợn mắt hốc mồm. Tôn Cường cũng ở trong đó. Thiếu ra, thấy hắn không có việc gì, vẫn uy vũ như thế, Tôn Cường thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới trước mặt, cổ tay khẽ đảo, đưa tới hộp ngọc. Đây là các trưởng lão bồi thường linh thạch tuyệt phẩm. Đền bù, linh thạch tuyệt phẩm. Trương huyền sửng sốt, hắn tiêu tốn vất vả lớn như thế mới đến một viên còn có trương tuần thiếu 5 viên chưa trả quản gia của mình ngay cả thánh vực cũng không đến tùy tiện tìm tới 5 viên đền bù một trưởng lão đền bù ngươi ngươi cũng là học sinh của dương sư đang muốn hỏi thăm rõ ràng liền nghe một giọng nghi ngờ hỏi trương huyền quay đầu ngay sau đó nhìn thấy hồ nhất vi đi tới trước mặt mày nhân lại hắn là quản gia của phùng tử giật cũng là hạ nhân của dương sư thấy hắn không biết Tôn Cường cười giới thiệu. Hiện tại nghe ta dặn dò. Hạ nhân của Dương Sư, nghe ngươi dặn dò. Trương Huyền lung lay hai lần, đầu có chút mê muội. Trong miệng hắn Dương Sư là giả mạo, có thể để cho phùng tử giật không nghi ngờ cũng rất không tệ. Thế nào hạ nhân của Dương Sư cũng chạy tới, còn phải nghe Tôn Cường. Các hạ là, biết quản gia của mình không đáng tin cậy, Trương Huyền không để ý, mà quay đầu nhìn sang tại hạ hồ nhất phi hiện tại là hạ nhân của dương sư giải thích một câu hồ nhất phi cẩn thận nhìn thanh niên trước mắt nhìn một hồi trong lòng nhịn không được nghi ngờ trương sư có phải người trương gia hay không không phải thấy hắn cũng nghi ngờ trương huyền cười khổ lắc đầu không phải hồ nhất phi dường như còn có chút không tin cái kia trương sư có thể đưa bàn tay tới để cho ta dò xét một chút hay không ta muốn xác nhận một cái suy đoán đưa tay thấy người này mở miệng có chút quái dị trương huyền dừng lại một chút vẫn đưa tay đưa tới ngón tay nhẹ nhàng đáp trên cổ tay hắn tựa hồ tiến hành một loại dò xét nào đó lông mày càng nhăn càng chặt không đúng thật chẳng lẽ không phải người trương gia ha ha người nói là huyết mạch đi ta thật không phải người trương gia không có huyết mạch trương gia còn tưởng rằng đối phương nghi ngờ cái gì trương huyền rút bàn tay về lúc trước hắn liền đo lường qua trương cửu tiêu Cả hai không có bất kỳ tương tự gì, liền biết không phải hậu bối của Trương gia. Vậy trước kia Trương sư có chúng qua? Dường như muốn hỏi thứ gì, lời đến khóe miệng, Hồ Nhất Phi ngừng lại, nhịn không được lắc đầu. Được rồi, ta còn có việc, cáo từ trước. Nói xong, cũng không ngừng lại, thân thể nhoáng một cái, lập tức biến mất tại chỗ. Chương 2664, danh sư lâu 1. Nói chuyện không đầu không đuôi thấy tên này chỉ mới nói nửa câu, liền xoay người rời đi, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Còn tưởng rằng hạ nhân của Dương Sư rất lợi hại, rất có khí tràng, không nghĩ tới không đáng tin cậy như thế. Vừa rồi thời điểm đối phương đáp lên cổ tay, đột nhiên cảm thấy tiên thiên thai độc có chút dị độc, may mắn thiên đạo chân khí bí mật mang theo lực lượng sấm xét triệt để áp chế, nếu không, khí độc lan tràn, bị hiểu lầm thành độc sư, sẽ có chút xấu hổ. Người mới vừa nói các trưởng lão bồi thường, Chuyện gì xảy ra? Thấy tốc độ của đối phương còn nhanh hơn Lạc Huyền Thanh, đã tìm không tới tung tích, Trương Huyền chẳng muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía Tôn Cường. Là như vậy. Vội vàng truyền âm tới, Tôn Cường nói rõ chi tiết sự tình trước kia một lần. Ngươi, lộ thân phận, còn thông qua được phong sư điện đo lường. Trương Huyền nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Thuộc hạ của mình, lá gan thật là đủ lớn, thân là giả có thể làm thật không lời nào để nói. Không có bị đánh chết tại chỗ, thật sự là mạng lớn. Làm rất tốt. Mặc dù biết rõ đối phương càng kéo càng lớn, cuối cùng không thể kết thúc, nhưng bây giờ đã ngồi lên lưng ngựa, lại không có cách nào xuống, Trương Huyền đành phải nhẹ gật đầu, biểu lộ giống như táo bón. Trương sư vừa rồi lôi kiếp, mới vừa cảm khái xong, chiêm sư liền đi tới. Nói thật, đến bây giờ hắn cũng còn mộng, vốn cho rằng lôi kiếp lớn như thế tín điện không hủy cũng gần như, không nghĩ tới. Thật đúng là bị tên này dọa chạy. Đây là gia sư truyền thụ cho một loại phương pháp, có thể khắc chế lôi kiếp, có điều, đối với ta tổn thương cũng rất lớn, thời gian ngắn không có cách nào khôi phục. Sắc mặt trắng nhợt, thân thể trương huyền lắc lư một cái, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống. Tôn cường hiểu ý, vội vàng đi tới trước mặt, đỡ lấy hắn. Lão sư truyền, vì sao không có truyền cho ta? Phùng tử giật ở một bên cũng bắt đầu tâm tắc. Thời điểm hắn sung kích xuất khiếu kiếp, cử tử nhất sinh, suýt chút nữa chết, lão sư cũng không có dạy qua, lại dạy sư huynh. Không được, mấy ngày nay nhất định phải liên hệ với lão sư, hỏi thăm hắn. Thực sự không được, liền học cùng vị sư huynh này. Nhất mạch tương thừa, hắn đã có thể học được, bản thân khẳng định cũng có thể. Cái này, ra mặt run rẩy, chiêm sư cảm thấy nghẹn nói không ra lời đúng rồi, chiêm điện chủ, ta muốn tiến vào nội viện, không biết cần điều kiện gì. Biết đối phương cũng có thể nhìn ra, bản thân khẳng định là giả vờ, Trương Huyền không nói thêm lời, mà hỏi. Thông qua Tôn Cường giới thiệu, cũng biết vị này là đại diện điện chủ, địa vị kính trọng, thái độ cực kỳ cẩn thận. Mặc dù hắn là người ứng cử điện chủ duy nhất, nhưng bây giờ thực lực không đủ, còn không dám bày ra thân phận, ở trước mặt đối phương, vẫn như cũng chỉ là học sinh bình thường mà thôi nội viện. Không nghĩ tới hắn lại hỏi như vậy, chiêm sư trần chờ một chút, mỉm cười. Nội viện của Thánh Tử Điện, muốn đi vào, cần hai điều kiện. Thứ nhất, tuổi tác không cao hơn 40 tuổi. Thứ hai, chức nghiệp bản thân am hiểu nhất đạt tới bát tinh. Trương sư thuộc về danh sư trong danh sách danh sư đường, muốn đi vào trong đó, chỉ cần chức nghiệp danh sư đạt tới bát tinh là được. Trương huyền gật đầu. Đối phương nói tới chức nghiệp am hiểu nhất, chỉ là chức nghiệp căn bản nhất, Thật giống như bích hồng âm, hẳn là dựa vào ma âm, mà danh sư đơn độc phụ tu, khẳng định không đủ tư cách, chỉ cần chức nghiệp chủ tu cũng đạt tới bát tinh, mới có thể thuận lợi đi vào. Khảo hạch danh sư bát tinh, nhất định phải nắm giữ 8 chức nghiệp đạt tới bát tinh, ta hiện tại chỉ khảo hạch qua trận pháp sư bát tinh, khải linh sư, y sư, thuần thú cùng ma âm, chỉ cần đi thi, cũng có thể cầm tới huy chương. Còn kém ba phụ tu. Trong lòng tính toán một chút, nhịn không được nhìn qua chương 2665, danh sư lâu 2. Chiêm điện chủ, ta muốn khảo hạch danh sư bát tinh, hiện tại còn kém 3 phụ tu, không biết làm sao mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất thông qua khảo hạch. Hiện tại thân phận học sinh dương sư huyên náo lớn như thế, hồ nhất phi kia lại xoay người rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra, dương sư chân chính chẳng mấy chốc sẽ biết tin tức. Thật muốn chờ hắn tới, bản thân ngay cả danh sư bát tinh cũng không phải, chỉ sợ chỉ bằng vào giả mạo, liền sẽ rơi vào phiền toái rất lớn mặc dù lấy thiên phú của hắn rất tự tin đối phương bằng lòng chân chính thu đồ nhưng đó cũng là phương pháp bất đắc dĩ nhất hắn không nguyện ý ký thác vận mệnh vào cái này lại nói lạc nhược hy bởi vì tiết lộ chuyện của hắn bị tộc nhân trừng phạt cũng phải mau chóng đi qua cứu mà tiến vào nội viện tìm khung xương của ngoan nhân để hắn nhanh chóng dung hợp tuyệt đối là phương pháp nhanh nhất đương nhiên tiến vào nội viện có lẽ có thể nhìn thấy lạc nhược hy, cũng không thể sự tình gì, đều bị một cái nữ hải gánh. Nhanh chóng khảo hạch, chiêm sư nhíu mày. Khảo hạch danh sư, cần đủ loại phụ tu, vô cùng phiền phức, dựa theo tình huống bình thường, chỉ có từng chức nghiệp đạt tới, mới có thể tấn cấp. Nhưng mà, bất kỳ sự tình gì cũng có ngoại lệ, thật muốn nhanh chóng trúng kích, cũng có biện pháp, cái kia chính là. Sông danh sư lâu, danh sư lâu, trương huyền nghi ngờ xem qua không ít sách vở, cũng không có giới thiệu phương diện này, bởi vậy còn là lần đầu tiên nghe nói. Danh sư lâu hết thảy 9 tầng, 8 tầng trước sẽ căn cứ phụ tu trước kia người học qua, xác định chức nghiệp, mỗi một tầng đều do một vị thánh tử chức nghiệp đối ứng tỏa chấn, chỉ cần người vượt quan có thể được đối phương công nhận, cho phép thông qua, liền có thể tấn cấp. Tầng thứ 9, do một vị danh sư bát tinh trẻ tuổi của thánh tử điện tỏa chấn, cửa này cũng có thể thông qua, liền trực tiếp thu hoạch được huy chương danh sư bát tinh. Chiêm sư giải thích một chút, sắc mặt nghiêm túc. Bất quá, mỗi một cửa khảo hạch đều rất khó, muốn thông qua, hầu như không có khả năng, toàn bộ thánh tử điện, vài vạn năm qua, có thể thuận lợi thành công, chỉ có ba người. Ba người, ai? Trương Huyền sướng sờ. Đối kháng thánh tử, hơn nữa đạt được đối phương công nhận, không cần phải nói, đều rất khó, loại tình huống này, vậy mà cũng có người có thể thành công, quá lợi hại đi. Vị thứ nhất, là điện chủ đời thứ bảy của thánh tử điện chúng ta, 32 tuổi, hậu tích bạc phát, trong vòng 3 ngày xông qua danh sư lâu, trở thành danh sư bát tinh. Truyền là giai thoại. Vị thứ hai là gia chủ đương thời của thánh nhân trương gia, hưng mộng kiếm thánh, đã từng bỗng nhiên nổi tiếng, đồng dạng hao tốn 3 ngày, xông qua danh sư lâu. Cũng ở 32 tuổi. Còn vị cuối cùng, nói xong lời cuối cùng, chiêm sư cười khổ lắc đầu so với hai vị này ghi chép càng thêm đáng sợ. Đáng sợ. Ừm, hai canh giờ, từ tầng thứ nhất vào tới tầng thứ chín, tất cả thánh tử khảo hạch, trực tiếp nhận thua, thuận lợi để hắn lấy được huy chương danh sư bát tinh. Cho dù sớm biết, trong mắt chiêm sư vẫn hiện lên rung động. Trọng yếu nhất là, thời điểm vị này hoàn thành, mới 17 tuổi. 17 tuổi. Trương huyền giật nảy mình. 17 tuổi danh sư bát tinh. Ai, lợi hại như vậy hắn cũng đã 20 tuổi, cũng không có đạt tới bát tinh, đối phương mới 17 liền đạt đến, chẳng lẽ thiên phú còn cường đại hơn hắn? Người hẳn là nghe qua. Chiêm sư cười cười. Không phải người khác, chính là lạc gia tiểu công chúa. chương 2666, giết chết hắn. một Lạc gia tiểu công chúa. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách, 17 tuổi liền có thể trở thành danh sư bát tinh, hơn nữa xông ra ghi chép mà ngay cả chiêm sư cũng khiếp sợ không thôi, chỉ sợ cũng chỉ có bạn gái của mình mới có loại năng lực này. Bất quá, nàng cũng là danh sư bát tinh, mình mới bắt đầu thi, lần nữa tràn đầy áp lực. Người bên cạnh đều quá mạnh, ngay cả tôn cường thoạt nhìn cái gì cũng không biết, thế mà cũng có thể giả mạo quản gia của dương sư, giả mạo đến thật cũng nhận không ra, cam tâm thừa nhận. Năng lực này cũng làm người ta hoảng sợ. Trương sư hỏi thăm, chẳng lẽ cũng muốn xông danh sư lâu. Thấy hắn suy nghĩ, chiêm sư nhìn lại. Có ý nghĩ này. Trương Huyền gật đầu. Bất quá, ta muốn trước đi tìm địa phương xem sách, bổ sung lượng kiến thức, nếu không, tùy tiện đi sông, có thể sẽ sắp thành lại bài. Đọc sách, ngươi muốn nhìn sách gì? Không nghĩ tới đối phương chỉ yêu cầu đơn giản như vậy, chiêm sư cười cười. Vị trước mắt này thân là học sinh của Dương Sư, càng nắm giữ năng lực hóa giải lôi kiếp, bất kể từ chỗ nào cũng đáng giá kết giao luyện đan thư họa thiên công kinh hồng thuần thú giám bảo thư tịch những nghề nghiệp này đều có thể trương huyền nói nhìn thư tịch chức nghiệp phụ tu sửng sốt một chút chiêm sư lập tức nói cái này không khó đây là thủ lệnh của ta nếu như chỉ là đọc sách mà nói coi như không có đạt tới bát tinh cũng có thể đi vào bất quá có thời gian hạn chế mỗi một loại chức nghiệp nhiều nhất chỉ có thể nhìn nửa ngày, lại dài, ta cũng không có biện pháp. Mặc dù hắn là quyền điện chủ, cũng không có khả năng nắm giữ quyền lợi vô hạn, những phụ tu này, có thể cho nửa ngày thời gian đọc sách, đã cho mặt mũi rất lớn rồi. Nửa ngày, đầy đủ. Trương Huyền mắt sáng rực lên. Đối với người khác mà nói, nửa ngày thời gian đối với một chức nghiệp, toàn sách là sách, không xem được cái gì, nhưng đối với hắn, hoàn toàn đầy đủ. Thời gian dài như vậy, Hoàn toàn có thể thu sạch thư tịch một chức nghiệp vào thư viện. Vậy thì tốt, đây là lệnh bài của ta." Cười cười, chiêm sư đưa tới một lệnh bài. "Cảm ơn quyền điện chủ." Trương Huyền ôm quyền. Đối phương thiện ý hắn có thể nhìn ra, có điều, hiện tại đối với hắn mà nói, có thứ này tốt nhất, có thể sử dụng thời gian ngắn nhất, xem xong phụ tu, xung kích danh sư Bát Tinh. "Chư vị, nếu như không có chuyện gì khác, ta trước đi xem sách." Nắm lệnh bài tới tay, Trương Huyền không nói thêm lời, xoay người đi đến trí điện. Thời gian không đợi người, hắn đã không có công phu chậm chế cùng lãng phí. Đi tới trí điện, trước vào luyện đan sư công hội, lệnh bài của chiêm sư, quả nhiên dùng rất tốt, tùy tiện tiến vào tàng thư các. Sau hai canh giờ, xem xong toàn bộ thư tịch bát tinh, củng cố học tập một canh giờ, đi vào thư hỏa sư công hội. Liên tiếp một ngày, Trương Huyền xuyên qua từng công hội. Mỗi một công hội đều chỉ học tập 3 canh giờ, hơn một ngày thời gian, trừ độc sư, vu hồn sư, trước đó học qua chức nghiệp, toàn bộ đạt đến bát tinh đỉnh phong. Hắn bên này học tập phụ tu, bên kia Lạc Huyền Thanh cũng rốt cuộc củng cố xong tu vi, đứng dậy, từng tầng từng tầng lực lượng không gian ở trong mắt lóe lên, tựa như ngân hà. Đồng dạng là thánh vực bát trọng động hư cảnh, nhưng hắn thân là con cháu Lạc gia, lĩnh ngộ không gian càng thêm thâm hậu, thực lực mạnh hơn. Chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận được lực lượng không gian ở trong người không ngừng chảy, đột nhiên lông mày nhíu một cái, nhìn về phía một phương hướng. Người nào? Chỗ ánh mắt chiếu tới, trống rỗng, người nào cũng không có, dù thần thức, cũng dò xét không đến chút nào. Bất quá, tiếng nói kết thúc, chỗ không có vật gì, liền xuất hiện từng đạo gợn sóng, một lão giả xuất hiện. Đột phá động hư cảnh, lực lượng huyết mạch của thiếu gia đã hoàn toàn kích hoạt. Chúc mừng! Cười ôm quyền, lão giả nói. Tề lão, sao ngươi tới đây? Nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương, Lạc Huyền Thanh trầm tĩnh lại, đồng thời nhíu mày. Là đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Chương 2667, giết chết hắn. Hai. Tề lão gật đầu nói. Đại trưởng lão? Sững sốt một chút, Lạc Huyền Thanh nắm đấm căng thẳng. Muội muội ta đâu? Yên tâm, tiểu công chúa rất tốt, chỉ là giam lỏng thời gian ngắn, tạm thời không có cách nào truyền tin mà thôi sẽ không bị thương. Lại nói, lấy thực lực của nàng, coi như đại trưởng lão cũng chưa chắc có thể chống lại. Trần chờ một chút, tề lão nói. Cũng đúng, lạc huyền thanh thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của muội muội khả năng không phải đỉnh phong nhất đương đại, nhưng mà vận dụng tính không châu, lão sư dương huyền của trương huyền cũng chưa chắc có thể chống lại. Đại trưởng lão tự nhiên càng không phải đối thủ. Ta muốn gặp đại trưởng lão. Biết muội muội an toàn, Lạc Huyền Thanh lại không giàu dĩ mà ngẩng đầu nhìn qua. Ừm, tề lão gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái. âm ừ. không gian bốn phía lập tức bị một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Ngón tay lần nữa hướng về phía trước, một màn sáng xuất hiện ở trước mặt hai người. Ngay sau đó một lão giả từ phía trên hiện ra, chính là vị trưởng lão kim bào trước đó quan sát Trương Huyền đối kháng lôi kiếp kia. Không tệ, không tệ nhìn Lạc Huyền Thanh, đại trưởng lão thỏa mãn nhẹ gật đầu. So với ta tưởng tượng thì tiến bộ nhanh hơn. Đại trưởng lão, nhìn thấy đối phương, Lạc Huyền Thanh vội vàng mở miệng, lời còn chưa nói hết liền bị đối phương đánh gãy. Tốt, ta biết người muốn hỏi cái gì, bất quá, bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm, hiện tại có hai nhiệm vụ cho ngươi, phải nhanh chóng hoàn thành. Đại trưởng lão nhìn lại, ánh mắt như muốn đột phá màn ánh sáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi tới trước mặt đại trưởng lão xin phân phó. Hít sâu một hơi, Lạc Huyền Thanh ôm quyền. Thân là tử đệ gia tộc, được gia tộc bồi dưỡng, nếu có nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Thứ nhất, cùng vị giúp người độ kiếp kia, giữ gìn mối quan hệ. Đại trưởng lão nói, độ kiếp, ngươi nói là Trương Huyền, tốt. Lạc Huyền Thanh gật đầu, có thể giúp hắn thành công đột phá, cũng giúp hắn độ kiếp, bất kể từ chỗ nào, vị Trương Huyền này, đều đáng giá thâm giao, không thể trở thành địch nhân thứ hai trong phạm vi thanh nguyên đế quốc có hồng viễn danh sư học viện mấy ngày nay ngươi rảnh rỗi đi qua điều tra một cái muội muội của ngươi quãng thời gian trước dùng tên giả đi nơi này ánh mắt phát lạnh đại trưởng lão chậm rãi nói nếu như đoán không sai người nàng ưa thích kia hẳn là ở chỗ này nghĩ biện pháp tìm được thần không biết quỷ không hay giết đi giết thân thể cứng đờ lạc huyền thanh vội vàng ngẩng đầu muội muội đã mở miệng thừa nhận ưa thích vị này giết ta sợ nàng sẽ thương tâm tính tình của muội muội hắn biết rất rõ ràng một khi thích vật gì đó thì sẽ không sửa đổi thật chết rồi tất nhiên sẽ rơi vào điên cuồng đau lòng chỉ là nhất thời dính dáng trương gia coi như nàng không hiểu người hẳn là biết lựa chọn ra sao dừng lại một chút đại trưởng lão nói tiếp gây ra chuyện này trương gia cũng cực kỳ tức giận không có gì bất ngờ xảy ra thời gian hòa thân sẽ trước thời hạn, có khả năng trước năm mới sẽ tiến hành. Nhất định phải ở trước đó giết hắn, chặt đứt tưởng niệm, nếu không, dính dáng quá lớn. Tuyệt không phải người ta có thể chống lại, thậm chí muội muội của ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Tin tưởng, người không nguyện ý thấy nàng trở thành tội nhân của gia tộc, tội nhân của thiên hạ. Ta, Lạc Huyền Thanh siết chặt nắm đấm. chương 2668, sông danh sư tháp 1. Mặc dù Lạc Huyền Thanh không muốn để cho muội muội làm vật hy sinh thông gia, nhưng cũng biết, cùng trương gia liên hợp, liên lụy đến cái gì, tuyệt không thể tùy tiện sửa đổi. Nếu có thể từ bỏ, cũng không trở thành thống khổ như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Ta đã đáp ứng muội muội sẽ không truy xét, có điều, đại trưởng lão yên tâm, ta sẽ để người đi điều tra, thực sự không được, sẽ nhờ hắn ra tay. Dừng lại một hồi, Lạc Huyền Thanh cắn răng nói. Để cho người ta điều tra, là ai, Chuyện này, ngàn vạn lần không thể tiết lộ tin tức, nếu không, phiền phức cực lớn. Đại trưởng lão cao mày. Lạc gia muốn giết người tiểu công chúa ưa thích, tin tức tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ bị chỉ trích, phải tìm người có thể tin mới được. Người này là hảo huynh đệ của ta, tuyệt đối đáng tin. Lạc huyền thanh nhẹ gật đầu. Không phải người khác, chính là đại trưởng lão vừa rồi muốn ta cố gắng kết giao, trương huyền trương sư. Hắn. Đại trưởng lão sừng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể vì ngươi không sợ sinh tử, xông vào lôi đình, tình nghĩa huynh đệ quả thực đáng giá chân quý, là người có thể tin được, có điều, người cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên tiết lộ tin tức, nếu không, ta sợ nàng nổi giận, huyền náo long trời lở đất. Yên tâm đi, lạc huyền thanh gật đầu. Vị trương huyền tiểu huynh đệ này, cùng muội muội ta không có mảy may quan hệ, hai người căn bản không nhận ra, lại càng không có giao lưu gì. Vậy là tốt rồi, cố gắng xử lý đi, ta chờ tin tức của ngươi. Màn sáng lắc lư, đại trưởng lão không nói thêm lời, sau đó biến mất. Tề lão, gia tộc nhiều cao thủ như vậy, vì sao để cho ta đi? Đại trưởng lão rời đi, Lạc Huyền thanh nhắm mắt lại, lúc này mới không khống chế được, thân thể không ngừng run rẩy. Người muội muội ưa thích, hắn đi giết, một khi nàng biết, tình cảm huynh muội sẽ triệt để cắt đứt, không cách nào trở lại như trước. Ai biết hắn nghĩ cái gì, tề lão lắc đầu. Người không nên trách đại trưởng lão, hắn làm như vậy, cũng có lo nghĩ của mình. Cân nhắc, nhưng hắn có nghĩ qua cảm thụ của ta không? Lạc huyền thanh cắn răng. Nàng là muội muội của ngươi, giết người nàng ưa thích, thuộc về vãn bối tranh chấp, chúng ta không biết rõ tình hình mà nói, có thể điều tiết. Lại càng dễ khống chế, nếu như gia tộc phái người tới, sự tình liền lớn, lại không có cách nào vãn hồi. Người thân là tử đệ gia tộc, hẳn là rõ ràng đạo lý này. Tề lão nói, kéo kẹt, kéo kẹt, nắm đấm siết chặt, Lạc Huyền Thanh không có trả lời. Hắn là người thông minh, làm sao không biết những thứ này. Làm sủng muội cuồng ma, đã từng không chỉ một lần nói qua, người không xứng với muội muội dám tới, liền trực tiếp đánh chết. Về sau người muội muội ưa thích bị giết, cũng có lý do lấy lệ. Như vậy không dính dáng lạc ra, không ảnh hưởng danh tiếng của đại gia tộc, Thứ hai, người hẳn phải biết sự tình năm vị ca ca của mình. Là gia tộc nợ các ngươi, chuyện này là khảo nghiệm đối với ngươi, có thể hoàn thành về sau vị trí tộc trưởng đời kế tiếp, không có người sẽ nói cái gì. Nếu không, khó đảm bảo có người không phục. Tề lão nói tiếp, ta biết, nghe đối phương nói đến năm vị ca ca, hốc mắt của lạc huyền thanh đỏ bừng. Được rồi, nên nói đã nói, lựa chọn như thế nào, hẳn ngươi còn rõ ràng hơn ta chương 2669, sông danh sư tháp 2. Than thở một tiếng, tề lão nói. Lạc huyền thanh không nói thêm gì nữa, một lát sau, lúc này mới ngẩng đầu lên. Ta biết làm như thế nào. Vậy là tốt rồi, mau chóng đi đi, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Tề lão khoát tay áo, không nói thêm lời, thân thể nhoáng một cái, như xé rách không gian, biến mất tại chỗ. Hắn vừa rời đi, không gian phòng ấn vừa rồi lập tức mở ra bốn phía tiếng chim tước lần nữa truyền vào hô thở phào nhẹ nhõm lạc huyền thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích không biết nghĩ cái gì không biết qua bao lâu thở dài một tiếng muội muội ca ca có lỗi với ngươi để muội muội thông ra nhất định là nàng không nguyện ý nhưng mà không thể không nói vị tiểu thiên tài kia quả thực có vốn liếng xứng với nàng mà người nàng ưa thích kia chỉ là một tiểu nhân vật ở đế quốc ở trước mặt trương gia lạc gia quả thực cái gì cũng không bằng thật ra thì đại trưởng lão để cho ta ra tay nguyên nhân chủ yếu nhất là ta không ra tay trương gia cũng sẽ ra tay một khi để bọn hắn động thủ lạc gia sẽ bị động hơn rất nhiều lạc huyền thanh lắc đầu hắn là người thông minh làm sao không lý giải ý tứ của đối phương nàng dâu dự định của tiểu thiên tài trương gia kết quả bị người khác đào góc tường đổi lại bất luận người nào cũng sẽ cảm giác rất mất thể diện nhất định phải tìm người kia giết lạc gia trước thời hạn ra tay liền có thể miễn đi không ít phiền phức coi như trương gia muốn tìm phiền phức cũng không tìm thấy về sau muội muội gả đi cũng sẽ không phải chịu ngược đái dù cùng thuộc gia tộc nhất lưu nhưng trương gia vẫn vượt qua lạc gia quá nhiều được rồi đi tìm trương huyền huynh đệ chuyện này để hắn đi làm không thể thích hợp hơn điều chỉnh một hồi tâm cảnh lần nữa khôi phục lại ánh mắt lạc huyền thanh sáng lên trương huyền biết chuyện này từ đầu đến cuối để hắn động thủ không thể thích hợp hơn chỉ bất quá như vậy sợ rằng sẽ liên lụy huynh đệ vô duyên vô cớ để hắn rơi vào vũng bùn nhưng đối phương thật muốn làm lạc huyền thanh hắn sẽ triệt để thừa nhận đối phương về sau kèm theo địa vị tăng thêm lấy được chỗ tốt nhất định cũng sẽ càng lớn đối với đối phương mà nói là phúc hay họa cũng chưa biết chừng một đường phi nhanh thời gian không dài đi tới vị trí tiểu viện của trương huyền hỏi thăm một chút biết đối phương đi trí điện liền vội vã bay đi trương sư không ở nơi này đã đi danh sư lâu hỏi thăm vài câu đạt được đáp án danh sư lâu hắn muốn trùng kích danh sư bát tinh lạc huyền thanh ngẩn ngơ muội muội của hắn xông qua kỷ lục này tự nhiên biết nhưng làm sao cũng không nghĩ đến trương sư cũng muốn xông tín điện gây ra lôi kiếp lớn như thế hầu như tất cả mọi người biết, Trương Huyền làm ra chuyện này muốn xông danh sư lâu, ở đây đã không còn là bí mật gì. Hầu như tất cả mọi người đã hiểu rõ tình hình. Danh sư lâu không phải dễ dàng xông như vậy, cái tên này thật đủ lớn mật. Lắc đầu, Lạc Huyền Thanh vội vàng bay về phía danh sư lâu. Danh sư lâu quả thực có thể khiến người ta nhanh chóng trở thành danh sư bát tinh, nhưng nếu như dễ dàng xông như vậy, cũng không đến nỗi thánh tử điện xây dựng vài vạn năm, chỉ có vẻn vẹn ba người thành công. Lúc trước hắn cũng từng muốn đi qua sông, cuối cùng vẫn ngừng lại, nguyên nhân chính là biết, thực lực của hắn, căn bản không có cách hoàn thành. Nơi này không chỉ muốn thực lực mạnh, thiên phú cao, mấu chốt nhất là, lý giải đối với phụ tu, cũng phải đạt tới cảnh giới cực cao mới được, mà điểm ấy, có thể làm khó vô số người. Dù sao, không phải người nào cũng giống như muội muội hắn, học cái gì biết cái đó, thiên tư vô song. Một đường phi nhanh, thời gian không dài đi tới trước mặt danh sư lâu, ngay sau đó nhìn thấy vô số bóng người chồng chất ở trước mặt, ngay cả quyền điện chủ chiêm thiên thừa chiêm sư cũng ở cách đó không xa, trong mắt tràn đầy mong đợi. Bắt đầu, đúng lúc này, không biết ai hô lên, ngay sau đó liền thấy tầng thứ nhất của danh sư lâu thắp sáng. Trường 2670, Tinh Vân Khôi Lỗi một Tầng thứ nhất, trương sư chọn phụ tu gì? Quay đầu nhìn về phía một vị chấp sự trưởng lão đang xem náo nhiệt ở một bên, Lạc Huyền Thanh vội vàng hỏi. "Vị Trương Huyền huynh đệ này, mạnh nhất là trận pháp, thuần thú, khải linh, tầng thứ nhất chỉ cần thiết trí cái này, hẳn là rất dễ dàng thông qua." Chức nghiệp Thiên Công. Vị trưởng lão này nhận ra hắn, nhẹ gật đầu nói. "Thiên Công, thủ quan chẳng lẽ là Tưởng Phi Phi?" Sắc mặt Lạc Huyền Thanh trắng nhợt. Thánh tử của Thiên Công công hội ở thánh tử điện chính là Tưởng Phi Phi phải đối mặt, đương nhiên là nàng. Vị trưởng lão này nói, nguy rồi, Lạc Huyền Thanh có chút lo lắng. Trương Huyền không biết tưởng Phi Phi, không hiểu rõ nàng, nhưng hắn rất rõ ràng. Lúc trước nhiếp hồn Kim Châu của hắn là đối phương luyện chế. Thân là một trong tam đại gia tộc, thiên tài tuyệt đỉnh của tưởng gia, không chỉ thực lực không kém gì bản thân, lý giải thiên công càng thiên hạ hiếm có, ngay cả trưởng lão công hội cũng một mực khen ngợi, cảm thấy nàng nắm giữ năng lực xung kích cửu tinh. Xông danh sư lâu, lựa chọn đối thủ cực kỳ quan trọng, tốt nhất trước lựa chọn đơn giản, tăng thêm lòng tin, sau đó thừa thế xông lên, từ từ tiến hành khó khăn. Nhưng tưởng Phi Phi này, có thể nói ngay từ đầu liền là hình thức tử vong, hoàn toàn không có hy vọng thắng được. Muội muội chỉ là không khảo hạch thánh tử mà thôi, coi như khảo hạch, có thể thắng đối phương hay không, cũng chưa biết chừng, đủ thấy vị này mạnh mẽ sông danh sư lâu, trận đầu liền tuyển cái này. Đây không phải quá tự tin, mà là quá lỗ máng. Tưởng Phi Phi từ trước tới nay không nể mặt mũi, đoán chừng vị này, cửa thứ nhất sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Đang tràn đầy lo lắng, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy một lão giả đang đứng ở trước mặt chiêm sư, vuốt dâu, mặt mũi vui vẻ. Chính là chấp sự trưởng lão của thiên công sư công hội. Hiển nhiên, đối với Trương Huyền có thể thông qua, Hắn cũng không coi trọng. Không biết vì sao vị huynh đệ kia của mình nhất định phải vội vàng trở thành danh sư bát tinh như vậy, ánh mắt của Lạc Huyền Thanh vẫn ngưng trọng, yên lặng siết nắm đấm, nghĩ đến cái gì, nhịn không được than thở. Cái tên này có bản lĩnh, có quyết đoán, đáng tiếc, nếu không phải muội muội cùng Trương gia thông gia, gả cho hắn ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc. Đi vào đại điện thứ nhất của danh sư lâu, Trương Huyền nhìn chung quanh một chút ngay sau đó nhìn thấy một cô gái ngồi ở trong góc trong tay cầm một thanh đao đặc biệt nghiêm túc khắc họa đối phương dường như không thấy hắn tới từng đao nối liền cùng một chỗ nước chảy mây trôi như vẽ tranh ở trên giấy tuyên thành ngươi trước chờ một chút ta khắc xong cái này liền cùng ngươi tỉ thí cảm ứng được hắn tới nữ hài cũng không ngẩng đầu lên tùy ý khoát tay áo được trương huyền cười cười cô gái này mặc dù không ngẩng đầu thấy không rõ dung mạo, nhưng từ da thịt cùng dáng người, cũng có thể nhìn ra là mỹ nữ khó gặp, so với đám người triệu phi vũ trước đó, cũng không kém chút nào. Mấu chốt nhất là thực lực, thế mà giống như Trương Thuần, cũng đạt tới thánh vực thất trọng đỉnh phong. Loại thực lực này, loại tu vi này, thế mà không hề cố kỵ ngồi dưới đất khắc đồ vật, mức độ chuyên tâm, xem như hắn cũng cảm thấy bội phục. chương 2671, Tinh Vân Khôi Lỗi 2 cúi đầu nhìn sang đồ vật đối phương điêu khắc là đồ vật thiên công đồ vật thiên công lấy tinh diệu xương danh đao khắc trong tay đối phương mỗi một đao hạ xuống tấm sắt trong tay liền rớt xuống một khối mấy hơi thở sau liền tạo thành một linh kiện hình dạng đặc thù bàn tay run lên cùng một đồ tốt điêu khắc khác chụp ở cùng một chỗ không sai chút nào ngay cả khe hở cũng nhìn không ra đao công thật là tinh diệu ánh mắt trương huyền sáng lên nhìn qua thư tịch thiên công sư hắn biết thủ pháp điều khắc của đối phương, coi như ở trong thiên công sư bát tinh, cũng tuyệt đối được cho đỉnh tiêm. Bằng chừng ấy tuổi, liền có loại lực khống chế này, không hổ là thánh tử, quả nhiên bất phàm. Tốt rồi, mấy cái linh kiện đều chụp hợp lại với nhau, nữ hài thở ra một hơi, để đồ vật ở một bên, nhìn lại. Vượt quan danh sư lâu, người không cần vượt qua ta, chỉ cần biểu hiện ra năng lực có thể để cho ta công nhận là được. Đây là danh sư khảo hạch, không phải khảo hạch thiên công sư, bởi vậy không cần mạnh cỡ nào, nhất định phải vượt qua thánh tử. Bất quá, yêu cầu của ta rất cao, muốn để cho ta công nhận cũng không dễ dàng như vậy. Lần nữa nhìn qua, Nữ hài nói tiếp: "Không nói trước làm đồ, chỉ bằng vào ký ức liền điêu khắc một chút không sai, muốn lấy được công nhận của ngươi, đương nhiên sẽ không dễ dàng." Trương Huyền cười cười, "Thiên công sư điêu khắc linh kiện, bình thường cần trước thời hạn vẽ bản đồ" dùng công cụ đặc thù đo đạc, đối phương cái gì cũng không làm, tiện tay điêu khắc, sau khi hoàn thành thế mà không kém chút nào, nói rõ khống chế linh kiện lớn nhỏ, đã đạt đến một loại cảnh giới gần như là đạo. Muốn thông qua loại người này khảo hạch, làm sao có thể đơn giản. Rõ ràng liền tốt, người thấy ta cũng rất bận, vậy liền không chậm trễ thời gian, nơi này có một đống tài liệu, người ta dựa theo bản vẽ này đồng thời ra tay, điêu khắc thành khôi lỗi, sau khi hoàn thành, chỉ cần khôi lỗi của ngươi có thể nhận lấy ta ba chiêu, coi như thông qua. Nữ hải vung tay lên, trước mắt lập tức nhiều hơn một đống tài liệu cùng đau khắc, còn có một bản vẽ đặc thù, trong đó hoa văn kiểu chữ, lít nha lít nhít, quá mức bé nhỏ, không dùng thần thức nước nhìn, căn bản nhìn không ra. Không nói đường nét, linh kiện, chỉ là văn tự ghi chú, liền có mấy vạn chữ. Thật dườm già, trương huyền cao mày, bản vẽ bát tinh hắn cũng nhìn qua không ít, dườm già như thế, còn là lần đầu tiên gặp. Đây là tinh vân khôi lỗi, sức chiến đấu rất mạnh. Nhẹ gật đầu, nữ hài nói. Đây là tài liệu lĩnh vực cảnh, chỉ cần điêu khắc thành công, danh sư lĩnh vực cảnh muốn vượt qua, cũng không quá dễ dàng. Tinh vân khôi lỗi, lấy tinh vân làm cơ sở tiến hành tạo dựng, mỗi một linh kiện đại biểu một ngôi sao, trên trời có vô số tinh thần, linh kiện cấu tạo tổ hợp cũng có vô số, bởi vậy, bản vẽ này thoạt nhìn cố định, trên thực tế lại có vô số loại khả năng chỉ cần có một chút điều khắc không đúng thực lực của toàn bộ khôi lỗi sẽ có khác biệt rất lớn cúi đầu nhìn bản vẽ nữ hài tiếp tục nói thời gian ta điều khắc thành công có lẽ là một ngày một đêm sau khi ta hoàn thành sẽ chờ người ba ngày ba đêm nếu như lại làm không được liền đại biểu không có thông qua khảo hạch của ta điều khắc khôi lỗi thời gian cũng rất trọng yếu điểm ấy người hẳn là xác nhận ba ngày ba đêm đã là thời gian dài nhất ta có thể chờ ngươi. Giải thích xong, nữ hài tiếp tục ngẩng đầu, nắm lên một khối tài liệu, đang muốn điêu khắc, đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chỉ thấy thanh niên trước mắt, xuất hiện hơn 100 thanh trường kiếm, đủ loại tài liệu ở dưới kiếm khí điêu khắc, không ngừng tung bay, không đến hai cái hô hấp, mặt đất liền có một đống linh kiện lớn nhỏ không đều. Ngay sau đó bàn tay bỗng nhiên chảo một cái. Dầm! Tài liệu điêu khắc tốt chất thành một đống. Được rồi, hoàn thành vỗ tay một cái trương huyền quay đầu nhìn qua chương hai nghìn sáu trăm bảy mươi hai ta nhường một ngươi nhìn khôi lỗi thật chỉnh tề trước mắt hàm răng nữ hải run lên nàng điêu khắc tốc độ nhanh nhất là một ngày một đêm lúc này đối phương mới bao lâu mười cái hô hấp tám cái hô hấp nhiều kiếm như vậy đồng thời điêu khắc sao có thể khống chế tinh tế như phát không sai chút nào không đúng khôi lỗi này của ta trên người là không có quần áo người cái này tại sao có thể ăn mặc chỉnh tề sau khi hết khiếp sợ nữ hài tràn đầy nghi ngờ nhịn không được nhìn lại tinh vân khôi lỗi này dựa theo tình huống bình thường là khỏa thân mà cái trước mắt này ăn mặc chỉnh tề thậm chí ngay cả phối sức trước ngực cũng có hoa văn trên quần áo thoạt nhìn giống như tơ lụa thật không có gì khác nhau cùng bản vẽ hoàn toàn không giống a h a à, ngươi là nữ hài tử để một nam khôi lỗi trần như nhục thực sự là không tiện, vừa rồi nhìn thời gian còn sung túc, liền giúp hắn làm một bộ quần áo, như vậy mới không đến mức đường đột. Trương Huyền nho nhã cười cười. Dù đây là khôi lỗi, nhưng Trần Như Nhũng xuất hiện ở trước mặt một nữ hài, cũng có sai lầm phong nhã, hắn là người văn minh, đương nhiên sẽ không làm ra loại sự tình này. Thời gian sung túc, làm một bộ quần áo. Thân thể cứng đờ, tưởng Phi Phi nhịn không được đi tới trước mặt, nhìn kỹ qua chỉ thấy khôi lỗi trước mắt, quần áo cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ, nhìn không ra là linh kiện điêu khắc thành, mỗi một chỗ chuyển tiếp, đều hoàn mỹ không tì vết, không có chút khe hở nào, coi như thần thức, cũng dò xét không ra. Ngươi, làm sao làm được? Con mắt trợn tròn, nữ hài cũng cảm thấy đầu óc chuyển không tới. Tốc độ điêu khắc của nàng, ở trong thiên công sư bát tinh được cho gần phía trước, dù vậy, cũng cần một ngày một đêm mới có thể hoàn thành, đối phương. Mấy hơi thở liền thành công, hơn nữa nhìn ngoại hình so với nàng còn muốn chỉnh tề không kém chút nào quá mạnh đi ta xem một chút dùng đao khá phiền toái cho nên liền sử dụng kiếm pháp a à, đúng kiếm pháp của ta dường như cũng không tệ lắm trương huyền gật đầu thiên công sư muốn điêu khắc nhanh nói trắng ra chỉ có ba điểm yêu cầu thứ nhất trí nhớ tốt có thể nhớ bất kỳ một chỗ chi tiết nào của bản vẽ không đến mức bị lỗi hắn nắm giữ thư viện trí nhớ siêu cao khỏi cần cân nhắc. Thứ hai, lực khống chế tinh chuẩn. Lưu thủy chân dài, phòng ngự vô song, có thể ngăn thần thức ở bên ngoài, đủ thấy lực khống chế. Thứ ba, là lúc điều khắc cần linh hồn mạnh mẽ cùng nhãn lực bén nhạy. Hồn lực không cần nói, minh lý chi nhãn càng là thiên hạ hiếm có, điều khắc nhanh, liền không gì đáng trách. Không cần cao hứng qua sớm, điều khắc nhanh, khôi lỗi chưa hẳn hữu dụng. Nghe xong giải thích, tưởng phi phi hừ một tiếng chế tác khôi lỗi không chỉ phải nhanh càng quan trọng hơn là đủ loại kết cấu cùng bản vẽ không xuất hiện khác biệt quá lớn nếu không một đống tài liệu chất thành một đống làm sao có thể để hắn nắm giữ thực lực siêu tuyệt cái này ngươi yên tâm như vậy đi không ngại ngươi áp chế tu vi đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong cùng nó đối chiến một lần trương huyền gật đầu ta tự mình ra tay tưởng phi phi sững sờ không có mốc chứ nàng là thánh vực thất trọng nhập hư cảnh đỉnh phong coi như áp chế tu vi đến lục trọng lĩnh vực cảnh cũng là tồn tại vô địch người vài giây đồng hồ điêu khắc ra khôi lỗi liền muốn ta giao thủ nghĩ như thế nào a à? không sai không cần khẩn trương ta sẽ để hắn cẩn thận tận lực không thương tổn đến ngươi thấy nàng trần trừ trương huyền cười nói ngươi tưởng phi phi tức đến thiếu chút nữa bùng nổ nàng ý tứ là đối phương khẳng định không phải đối thủ tên này ngược lại tốt còn sợ tổn thương nàng Thật sự là quá tự đại. Vốn đối phương làm quần áo cho Khôi Lỗi, để nàng sinh ra một tia hảo cảm, cảm thấy rất hiểu lễ phép, giờ phút này, toàn bộ hóa thành hư không. Tốt, ta liền đè thấp tu vi cùng Khôi Lỗi này thử một lần, ta cũng không cố ý làm khó dễ ngươi, chỉ cần nó có thể ở trong tay ta, kiên trì ba chiêu, người đồng dạng thông qua cửa này. Gương mặt xinh đẹp nâng lên, tưởng Phi Phi hừ lạnh. Chương 2673, ta nhường hai Mặc dù không biết khôi lỗi này sức chiến đấu như thế nào, nhưng có thể ở trong tay nàng kiên trì ba cái hô hấp, tuyệt đối xem như không tệ. Thật có thể làm được điểm ấy, thừa nhận đối phương cũng không tính là gì. Mời! Trương Huyền gật đầu, mấy bước đi tới trước mặt khôi lỗi, ở bên tai nó hạ giọng nói vài câu. Nhẹ gật đầu, khôi lỗi tiến về phía trước một bước, nhìn về phía nữ hài, ánh mắt như điện. Hừ! Thấy tên này thật tự đại để khôi lỗi tới khiêu chiến, Tưởng Phi Phi hừ một tiếng, chân khí trong cơ thể chuyển động, tu vi áp chế lại, thời gian qua một lát liền biến thành lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Hô, vừa mới áp chế tu vi xong, liền thấy một nắm đấm gào thét lên nghiền ép mà tới. Chính là Khôi Lỗi, cái tên này đã động thủ. Ừm. Vốn đối với đối phương vài giây đồng hồ điêu khắc ra Khôi Lỗi, cảm thấy xem thường, giờ phút này nhìn thấy tốc độ cùng uy lực của quyền này, vẻ mặt nhịn không được bỗng nhiên biến đổi thân là nhập hư cảnh đỉnh phong, thế mà ở trong chiêu này, ngửi ra một tia nguy hiểm. Hai tay vội vàng nâng lên, bỗng nhiên tiến lên đón. Bành, quyền trưởng va chạm, một cỗ lực lượng mang theo nghiền ép, gào thét bắn tới, cho người ta cảm giác giống như thác nước xung kích, tưởng Phi Phi còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy hai tay mềm nhún, giống như bóng ra nhận trọng kích, lập tức bay ngược về phía sau. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, sống lưng đâm vào trên vách tường may mắn thời khắc sống còn tu vi áp chế bạo phát ra nếu không chỉ sợ toàn bộ mặt tường sẽ bị chấn vỡ người thua vẻ mặt trở nên trắng xám nhìn qua còn chưa kịp nói chuyện chỉ thấy khôi lỗi ở cách đó không xa khoát tay áo một bộ ngươi rất yếu tịch mịch như tuyết người biết nói chuyện con mắt trợn tròn hàm răng tưởng phi phi run rẩy mặc dù tinh vân khôi lỗi uy lực vô tận nhưng dựa theo tình huống bình thường là không biết nói chuyện Đối phương luyện chế cái này, vậy mà mở miệng nói tiếng người, chuyện gì xảy ra? Có thể nói chuyện và không thể nói, kém chọn một cấp bậc nha. A, à, vừa rồi tổ hợp nó xong, cảm thấy thời gian còn sung túc, thuận tiện Khải Linh. Trương Huyền giải thích. Tưởng Phi Phi, qua không biết bao lâu, lúc này mới cảm thấy hô hấp đều đặn. Ngươi không đến 10 cái hô hấp, không chỉ điêu khắc xong khôi lỗi, còn giúp hắn làm quần áo, Khải Linh. 10 cái hô hấp coi như lấy tốc độ của nàng, nhiều nhất chỉ điêu khắc xong hai cái linh kiện, khôi lỗi này chừng mấy vạn linh kiện. Có cần quá phận như thế hay không? Ừm, ta là thánh tử của Khải Linh Sư Công Hội, cho nên tốc độ Khải Linh nhanh chút. Trương Huyền giải thích một câu, cười nhìn qua. Đây coi như thông qua chứ. Đương nhiên tính toán. Tưởng Phi Phi mặt mũi đắng chát. Vốn cho rằng khôi lỗi này có thể ở trong tay nàng qua ba chiêu là tốt lắm rồi, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, bản thân ở trong tay đối phương một chiêu cũng không nhận được suy nghĩ một chút liền tràn đầy tâm tắc bất quá thời gian tâm tắc còn không có bao lâu liền thấy thanh niên thỏa mãn nhẹ gật đầu đang định tiếp tục lên lầu đột nhiên dừng bước nhìn khôi lỗi trước mắt nói mang theo không vui vừa rồi bảo ngươi nhường một chút sao không nghe lời ta ta nhường là thật nhường ai biết nàng yếu như vậy ngay cả một quyền cũng không tiếp nổi khôi lỗi tràn đầy oan ức Tưởng Phi Phi phát điên. Chương 2674, luyện binh 1. Trần An vài câu, mang theo khôi lỗi ủy khuất, lúc này Trương Huyền mới nhấc chân đi lên tầng 2. Tầng thứ 2, đồng dạng không phải chức nghiệp hắn am hiểu như thuần thú, trận pháp mà là luyện khí. Đi vào phòng lập tức nhìn thấy một thanh niên đứng ở trước mặt lô đỉnh, tay cầm đại chùy, lửa than thiêu đốt không ngừng đập, một kiện binh khí ở dưới đánh rèn, chậm rãi thành hình, lóng lánh hàn quang lần này danh sư lâu khảo hạch, dính dáng 8 loại phụ tu khác biệt, chức nghiệp trước đó liền đạt tới bát tinh, một cái cũng không có tuyển, tất cả đều là loại không có cầm tới huy chương. Luyện khí sư, ban đầu ở Hồng Viễn học viện, thông qua lục tinh khảo hạch, đằng sau liền không tiếp xúc, lần này vừa vặn cũng tranh thủ một chút. Hô! Thấy hắn đi tới, thanh niên ngừng lại, một chỉ luyện khí lô đỉnh cách đó không xa. Tại hạ là thánh tử luyện khí sư công hội, ngô hữu đảo, nơi này có một khối khoáng thạch bây giờ ngươi bắt đầu luyện chế chỉ cần trong một ngày có thể luyện thành thánh khí thượng phẩm coi như thông qua nhìn về phía lô đỉnh luyện khí trương huyền quả nhiên nhìn thấy một viên khoáng thạch đang ở trong hỏa diễm thiêu đốt nhiệt độ cực nóng không ngừng đánh tới có điều khoáng thạch không có dấu hiệu hòa tan mảy may từ anh thiên hỏa thạch trương huyền cau mày từ anh thiên hỏa thạch mệnh danh khoáng thạch bát tinh khó luyện hòa tan nhất rất nhiều luyện khí sư bát tinh chân chính cũng khó mà luyện hóa, thế mà vị này để cho mình ngay từ đầu liền luyện chế cái này, khảo hạch độ khó quả nhiên không nhỏ. Bất quá, có lợi có hại, loại khoáng thạch này khó luyện hóa, nhưng nếu rèn luyện thành vũ khí, thấp nhất cũng là thánh khí trung phẩm đỉnh phong, thủ pháp hơi cao minh, sẽ nhẹ nhõm đạt tới thượng phẩm. Có thể nói, đối phương cái khảo hạch này, khó khăn nhất cũng không phải luyện chế ra thánh khí thượng phẩm, mà là làm sao hòa tan khoáng thạch, chế tạo thành thích hợp binh khí. Được rồi, khảo nghiệm hòa tan tử anh thiên hỏa thạch lý giải luyện khí nhất, một ngày, người cũng hòa tan không được, cửa này cũng không cần qua. Ngô Hữu Đạo khoát tay áo, không tiếp tục để ý Trương Huyền, tiếp tục tiến hành rèn đúc. Tốt, biết đây là một loại khảo nghiệm, Trương Huyền cũng không nhiều lời, minh lý chi nhãn vận chuyển, nhìn sang. Lô đỉnh cùng lửa than, không có vấn đề chút nào, chỉ là điểm nóng chảy của tử anh thiên hỏa thạch quá cao, cần phải mượn địa hỏa mới có thể dung luyện, Thuốc dục thứ này coi như chân khí nhiều hơn nữa, cũng không đạt tới nhiệt độ. Nhưng đối phương không cho trận pháp địa hỏa, nói rõ chỉ có thể sử dụng những thứ này. Cái khảo nghiệm này có chút khó. Không thể không nói, cái khảo hạch này, so với trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Bất quá, muốn làm khó ta không có đơn giản như vậy. Đổi lại luyện khí sư bát tinh khác, gặp được loại tình huống này, đều sẽ cảm giác khó mà hoàn thành, nhưng đối với Trương Huyền mà nói không có phức tạp như vậy. Xem xong thư tịch của luyện khí sư công hội, lý giải luyện khí, sớm đã đạt đến bát tinh đỉnh phong, so với một chút cửu tinh sơ kỳ cũng không yếu, coi như không mượn thư viện, ít nhất cũng có mấy chục loại phương pháp hòa tan. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới trước mặt lô đỉnh, ngón tay trương huyền điểm ra, mấy chục đạo chân khí từ trong ngón tay bắn ra, bao phủ lửa than. Xì xì xì, bị chân khí bao phủ, hỏa diễm giống như truyền vào khí oxy, lập tức bùng cháy kịch liệt, từ hỏa hồng trước đó biến thành màu xanh thẳm, tản mát ra nhiệt lượng kinh người, giống như không khí cũng đốt có chút vặn vẹo. Đây là tụ linh trận bát tinh. Ngô Hữu Đạo ở một bên đang đập sướng sở tại nguyên chỗ. Trên rất nhiều vũ khí lợi hại, đều sẽ điều khắc trận pháp phù văn đặc biệt, bởi vậy luyện khí sư lợi hại, đối với trận pháp đều cực kỳ tinh thông, vốn cho rằng đối phương sẽ tăng thêm một chút tài liệu đặc thù, để lửa than bùng cháy càng thêm dồi dào, nằm mơ cũng không nghĩ đến, trực tiếp bố trí tụ linh trận cỡ nhỏ. Khỏi cần trận kỳ, chỉ bằng vào chân khí, ở trong phạm vi nhỏ như vậy, sắp đặt ra trận pháp. Mấu chốt nhất là tốc độ nhanh như vậy, làm sao làm được? Xì xì xì, linh khí rồi rào truyền vào, nhiệt độ lửa than càng ngày càng cao, có điều, khoảng cách có thể luyện hóa từ anh thiên hỏa thạch, dường như còn có một chút, khoáng thạch tử sắc phản xạ chói lọi, ở dưới hỏa diễm thiêu đốt, không có biến hóa quá lớn, vẫn không có dấu hiệu muốn hòa tan linh khí hội tụ ở trong ngọn lửa, dù có thể để cho bùng cháy càng dốc sức, hỏa diễm càng tập trung, nhưng muốn luyện hóa loại khoáng thạch cấp bậc này, vẫn còn có chút tranh lệch. chương 2675, Luyện binh 2 Lắc đầu, ngô hữu đạo cảm khái một tiếng, lời còn chưa dứt chỉ thấy thanh niên đối diện đạp tới lô đỉnh. Đang, lô đỉnh phát ra tiếng vang, đột nhiên vặn vẹo thân thể, liều mạng tụ lại hỏa diễm, ngọn lửa vốn thô to lập tức biến thành mũi kim, kiếm mang cắt chém về phía khoáng thạch. Đây là tụ hỏa dung luyện pháp, cần lô đỉnh vô điều kiện phối hợp, chuyện gì xảy ra? Ngô Hữu đạo lần nữa ngây người. Tụ hỏa dung luyện pháp là hỏa diễm hội tụ ở một chỗ để nhiệt độ tăng lên lần nữa, loại phương pháp này dù rất tốt nhưng yêu cầu với lô đỉnh cực lớn, cần tín nhiệm lẫn nhau cùng phối hợp rất tốt mới được, đối phương cùng đỉnh này trước mắt mới thấy không đến mười mấy cái hô hấp, làm sao nghe lời như thế? đang cảm thấy khó tin, chỉ thấy lô đỉnh đứng ở cách đó không xa, đột nhiên dẫy dụa thân thể to béo, đi tới trước chân, nắp lò mở ra, thanh âm như sấm vang lên. Có thể mượn thanh diễm thạch của ngươi dùng một chút hay không? Ơi, Không nghĩ tới lô đỉnh nói chuyện với hắn, ngô Hữu đạo có chút sướng sờ, còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy lô đỉnh lần nữa vặn vẹo. Cảm ơn! Nói xong, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, duỗi ra một cái chân vạc, ở trên bàn nhẹ nhàng vạch một cái. Phần Phật, một viên khoáng thạch lăn vào trong lò lửa. Hỏa diễm cùng thanh diễm thạch tiếp xúc, lập tức bùng cháy, nhiệt độ hỏa diễm lần nữa bạo tăng. Còn ăn cướp, lông mày nhảy loạn, da mặt của ngô Hữu đạo không ngừng run dày. Cái lô đỉnh này là của hắn, đi theo không biết bao nhiêu năm, lần khảo hạch này, cho đối phương sử dụng một chút mà thôi. Vốn cho rằng chỉ là miếng cưỡng mượn dùng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, không chỉ giúp hắn thi triển tụ hỏa dung luyện pháp, càng trực tiếp cướp khoáng thạch của hắn. Người có biết chủ nhân của mình là ai hay không? Đang tức không biết làm sao, lô đỉnh lần nữa nhìn qua. Mượn máu tươi của ngươi dùng một chút. Nói xong, lô đỉnh bỗng nhiên khều chân, từ không trung thẳng tắp ngồi xuống. Phốc, bị đập trúng ngực, ngô hữu đạo phun ra máu tươi, huyết dịch rơi vào trong đỉnh lô, hỏa diễm lần thứ ba bạo tăng. Xì 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 trải qua mấy lần nhiệt độ tăng thêm, tử anh thiên hỏa thạch không thể kiên trì được nữa, xuất hiện vết rách, ngay sau đó trở nên mềm mại, dần dần hòa tan. Nhìn thấy thành công, Trương Huyền ở một bên ánh mắt sáng lên, lần nữa đi tới trước mặt, ngón tay duỗi ra, chân khí tuôn trào, bỗng nhiên điểm về phía trước một chút. Phần Phật, khoáng thạch từ trong lô đỉnh bay ra, tay cầm chùy sắt đánh ra, ba cái hô hấp sau, lần nữa run lên, khí thai rèn luyện tốt lập tức rơi vào trong nước một đám khói trắng sôi trào rất nhanh khí thai bị lấy ra bàn tay run lên trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng luyện xong xong rồi mang theo nghi ngờ ngô hiễu đạo vội vàng nhìn chỉ nhìn một cái ắt ra mặt co rút đây là vũ khí chỉ thấy trên bàn có một cục gạch đặt ngang ở phía trên vuông vức nào có nửa điểm bộ dáng của vũ khí audio điện tử võ tấn bền